Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Bước qua những nỗi đau của tác giả Hoài Thu. Các bạn hãy cùng lắng nghe, ủng hộ Kim Thanh cũng như like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi những câu chuyện sớm nhất từ các MC của Chuyện Hay Bà S nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi là Tơ. Tên họ đầy đủ là Nguyễn Hồng Tơ. Tôi được sinh ra vì sự lầm lỡ của mẹ bởi vậy nên người đời thường hay rèm pha gọi tôi là đứa con hoang. Tôi nghe ngoại kể, ngày xưa lúc đó mẹ gặp bố tôi trong một dịp mà bố có lần về chỗ mẹ tôi xây dựng công trình thủy đập gì đó. Mẹ tôi rất khó tính, ấy vậy mà không hiểu sao lại say bố tôi như điếu đổ ngay từ lần đầu tiên gặp. Bố là dân công trình nên dĩ nhiên là làm sao mẹ biết được bố đã có vợ con gì hay chưa. Ngày đó mẹ cũng thuộc dạng quá lứa lỡ thì trong làng vì cũng đã hơn 20 tuổi mà chưa chịu lấy chồng. Mà ở quê lúc đó, tầm tuổi này, người làng cho vào danh sách ế hết rồi. Xui rủi thế nào, mẹ lại gặp và yêu bố tôi. Nhưng mà cho đến lúc bố tôi biết tin mẹ có thai thì lại nói Em đợi anh ít hôm, để anh về xin phép mẹ cau trầu tới nhà hỏi cưới em nha. Mẹ lần đầu tiên trong đời lại đem tình yêu trao hết cho một người cứ nghĩ rằng rồi đây sẽ được hạnh phúc Nhưng ở đâu mẹ cứ chờ mãi Chờ mãi Bố tôi vẫn bật vô âm tín Mà bụng của mẹ thì càng ngày càng to Nên cũng không tài nào giấu mãi được Mặc dù có nhiều khi Mẹ đã cố gắng chịu đựng Quấn vải nịt bụng thật chặt Cho người ta khỏi biết Cho đến hơn 3 tháng sau Lúc này bụng mẹ cũng không thể nào giấu được nữa rồi Mọi người nhìn mẹ với ánh mắt khinh bỉ Gọi mẹ là đồ đĩ thoã không biết giữ mình nên ảnh bụng ra chửa hoang. Vào thời đó của mẹ, cái việc con gái không chồng mà chửa có thể bị cạo đầu bôi vôi nữa cơ. Rồi cuối cùng ông bà ngoại tôi cũng biết chuyện, đánh mẹ tôi một trận thừa sống thiếu chết. Ông tôi vừa đánh vừa chửi, lại vừa đuổi mẹ đi. Tao thật không ngờ mày lại dám bôi cho chát chấu vào cái nhà này. Mày cút, cút ra khỏi nhà tao. Tao không có đứa con hư thân mắt nết như mày gia phong nhà này cuối cùng cũng bị mày làm mất hết rồi nhưng mặc cho ông chửi mẹ vẫn không một lời than trách vẫn im lặng mím môi chịu đòn và nghe chửi có lẽ lúc đó mẹ cũng biết mình đã sai nên chỉ biết im lặng mà khóc những ngày tháng mang tôi trong bụng và tôi bảo mẹ con sống cùng với nước mắt nhiều lắm tôi nghe mà nước sống mũi cay xè những ngày sau đó mẹ chờ tin từ bố mặc cho mọi người nói chắc nó có vợ rồi, nó lừa cho ánh bụng ra, rồi cao chạy xa bay về với vợ con nó rồi cũng nên. Mặc cho mọi người hỏi như thế nào, mẹ vẫn hy vọng bố sẽ không phải là người như vậy. Cho đến một hôm, lúc đó mẹ mang thai tôi được gần 5 tháng rồi thì có nhận được một lá thư của bố, đại loại là bố tôi viết thư xin lỗi mẹ tôi và cho biết sự thật là bố tôi đã có gia đình. Có nỗi đau nào hơn bằng nỗi đau này? Mẹ tôi không người để chia sẻ vì mọi người xa lánh thinh thường, mẹ tôi ngày càng ít nói và trầm uất hơn, rồi từ đó mẹ cứ sống như vậy, ít nói chuyện và tiếp xúc với mọi người hơn, mẹ tự mình bó buộc cuộc sống của mình hơn, mẹ trở nên khó tính và ích kỷ hơn, thậm chí là mẹ còn không ưa tôi ra mặt bởi vì tôi có khuôn mặt giống bố như tạc. Có phải yêu nhiều rồi hận nhiều phải không? Nhưng tình cảm mẹ dành cho tôi không như những người mẹ khác dành cho con của họ có phải sự ra đời của tôi khác với hoàn cảnh sống của họ nên cuộc sống của tôi cũng không hề nhẹ nhàng và đơn giản như người ta ký ức về bố trong tôi mơ hồ lắm tôi chỉ nhớ từ lúc nhỏ tôi đã mang trên mình cái danh đứa con hoàng mẹ hầu như không bao giờ nhắc đến bố mặc dù cũng đã có không ít lần tôi hỏi về bố của mình nhưng mẹ đều tìm cách để nói chuyện khác những lúc như vậy tôi thấy trong ánh mắt của mẹ thoáng lên những ánh buồn sâu thẳm mà mãi cho tới sau này tôi lớn lên mới thật sự hiểu được. Cho đến một ngày, lúc đó tôi cũng đã được 7 tuổi gì đó, tôi đang chơi đồ hàng một mình ở ngoài ngõ thì có một người đàn ông lạ đi đến và nói Cháu ơi, tôi thấy người lạ thì chỉ biết đứng tròn xe mắt nhìn Người đó thấy vậy thì nói Cháu cho chú hỏi Đây có phải là nhà của O Mến không? nghe người ta nhắc đến tên của mẹ mình nên tôi mới tròn mắt đáp dạ mẹ mến là mẹ của cháu đấy ạ à. nghe tôi nói như vậy ông ấy định bước lại gần tôi nhưng tôi thấy sợ nên đã thụt lùi lại ông ấy nói tiếp cháu đừng sợ chú không phải người xấu cháu cho chú hỏi một chút cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi dạ cháu 7 tuổi ạ à. nghe tôi nói đến đây thì người đó mỉm cười rồi tiến lại gần tôi hơn và nói Thế bố cháu có ở nhà không? Nghe người khác hỏi đến bố Nhưng tôi lại hồn nhiên mà đáp Dạ, cháu không có bố ạ Cháu chỉ có mẹ thôi Nói xong tôi thấy khóe mắt người đàn ông đó Có chút gì ươn ướt Tơ, Tơ ơi Tiếng mẹ gọi tôi Tôi nghe vậy vội đáp nhanh Dạ, nắng vậy Không biết đường mà vào trong nhà mà chơi Ở ngoài đó làm gì Rồi cảm ra bây giờ Tôi nghe mẹ nói như vậy quay người định đi vào trong thì thấy mẹ đang đứng tần ngần nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện mến anh nhưng người đó vừa nói được như vậy thì mẹ tôi đã nói anh đến đây để làm gì người đó ngập ngừng đáp anh anh đi về đi tôi không có gì muốn nói với anh nữa hết cũng không còn muốn nghe anh nói cái gì nữa cả em có thể cho anh nói chuyện một chút được không một lần cuối thôi rồi cũng được rồi anh sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của mẹ con em nữa mẹ tôi quay qua nhìn tôi rồi nói tơ con đi vào trong nhà trước đi dạ tôi dạ rồi đi vào trong nhưng không hiểu sao lúc đó tôi không vào nhà mà đứng núp ở gốc cây na để nghe lén chuyện của mẹ tôi thấy giọng mẹ buồn buồn trùng hẳn xuống anh muốn nói gì thì nói nhanh đi để tôi còn vào với con tôi mến bé tơ nó là người đàn ông đó vừa nói đến đây thì mẹ tôi đã cắt ngang anh không có tư cách ngày xưa chính anh đã chối bỏ nó nên bây giờ anh đừng nhắc gì đến nó nữa anh xin lỗi anh biết là mình đã sai có lẽ anh sai quá chối bỏ đi máu mủ của mình cho nên bây giờ ông trời mới trừng phạt anh như vậy nhưng em có thể cho anh nhìn nhận con được một lần không anh nói vậy là ý gì người đó đưa tay lên đầu bỏ cái mũ ra thì mẹ tôi giật mình hoảng hốt nói anh... anh bị gì? Tóc anh đô hết rồi, sao còn ít cọng lưa thưa vậy? Thật ra anh bị bệnh, có lẽ sẽ không thể sống để bù đắp chuộc lại lỗi lầm cho em và con được. Những ngày tháng cuối cùng, anh chỉ hy vọng và mong được em sẽ tha thứ, mở rộng lòng mà chấp nhận cho anh nhìn con một lần. Tôi không biết lúc đó mẹ nghĩ gì, nhưng tôi thấy khóe mắt mẹ đỏ dần lên. Tôi thấy vậy cũng không dám ho he, bước ra ngoài. Và rồi mẹ lại cười nhạt và nói Nếu anh không bị bệnh Liệu anh có bao giờ về đây để tìm gặp nó không? Người đó cúi mặt im lặng Không nói gì Mẹ tôi lại nói tiếp Anh có biết tôi đã phải sống khổ sở như thế nào Mới có thể sinh ra nó Mới có thể nguôi ngoai Mà sống tiếp Mà nuôi nó cho đến tận bây giờ Trước anh Vũ vàng rũ bỏ không chút tin tức Không chút xót thương Khi biết tôi đã mang thai nó Giờ anh đến đòi muốn được nhìn nhận con của tôi anh thấy vậy có bất công với tôi quá không anh nói đi anh xin lỗi ngoài câu xin lỗi ra anh không thể nói được gì khác hơn sao anh sau tiếng hò đó người đó đưa tay lên trên tay kèm theo một chiếc khăn mùi xoa lên che miệng lại thì chiếc khăn được lấy ra từ miệng người đàn ông đó thì tôi thấy mẹ hoảng hốt rồi nói anh Huy anh sao vậy Người đó đưa tay lên xua xua và nói Không, không có gì Sao mặt anh tái đi vậy Rốt cuộc anh bị gì mà lại ho ra máu Đây là cái áo anh mua cho con Không biết nó có mặc vừa không Em nhận cho anh vui Tôi thấy mẹ im lặng nhìn người đàn ông đó một lúc Tơ, tơ ơi Tiếng mẹ gọi tôi Tôi đang đứng ở gốc cây na Vội chạy ra dạ một tiếng Ra đây mẹ bảo Tôi nghe mẹ nói vậy thì đi đến gần chỗ mẹ và người đó đang đứng. Mẹ bước tới, nắm lấy tay tôi và nói Từ à, đây là... đây là bố ruột của con. Ngoan chào bố đi con. Lúc đó tôi còn nhỏ nên cũng vô tư lắm. Một người đàn ông lạ hoắc chưa bao giờ gặp. Tự nhiên giờ bảo tôi gọi là bố. Sao tôi thấy nó xa lạ quá. Tôi nhìn người đàn ông đó mà miệng vẫn không thể cất lên thành tiếng. Cảm ơn em. Người đàn ông đó nhìn mẹ con tôi rồi nhẹ nhàng khom người xuống ôm tôi vào lòng hôn nhẹ lên trán tôi miệng cất lên những tiếng nói có vẻ rất mệt con gái là bố đây bố xin lỗi tôi hồn nhiên đáp bố là bố của con à ừ là bố bố đây thế lâu nay bố đi đâu sao bố không ở nhà với con người ta bảo con không có bố họ chửi con là con hoang mấy đứa bạn không ai chịu chơi với con hết đâu Tôi thấy khóe mắt của bố có gì đó ươn ướt Bố xin lỗi Là là lỗi của bố Tôi nhìn qua mẹ Thấy mẹ cũng đang khóc Hai hàng nước mắt Đang lăn dài trên gò má màu nâu xám của mẹ Hôm đó sau mấy năm được sinh ra trong cuộc đời Lần đầu tiên tôi biết mình cũng có bố Tôi đi khoe với mấy bạn Tớ cũng có bố nhá Nhưng đổi lại sự vui mừng của tôi Bọn chúng nó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy như kiểu tôi là người ngoài hành tinh mới tới hay sao ấy mười ngày sau đó tôi nghe tin bố mất vì ung thư lúc đó còn nhỏ tôi cũng chưa hiểu hết được sự mất mát đó cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu hết và thấm thía được những thiếu thốn và mất mát mà mình đã phải chịu ngày đó nghe tin bố mất tôi vẫn chưa biết được nỗi đau mất bố vẫn vô tư hồn nhiên mặc dù người ở gia đình bên bố đã nhận mẹ con tôi ngày bố mất Tôi cũng tới dự Nhưng tôi vô tư đến nỗi Không biết rơi một giọt nước mắt Năm tôi 9 tuổi Mẹ tôi có dẫn về nhà một người đàn ông lạ Mẹ nói với ông bà là Mẹ muốn lấy người đàn ông đó Để có người nương tựa lúc về già Ông bà tôi cũng không hề phản đối Người đàn ông đó đã có gia đình Có bốn người con Nhưng đã ly hôn Và vũng từ đó tôi và mẹ Dọn về một căn nhà khác Cách chỗ nhà ngoại cũng chỉ vài cây số và cũng từ đây tôi bắt đầu sống cành cha dưỡng, con vợ người ta thường nói con mất cha ăn cơm với cá con không mẹ lót lá mà nằm nhưng tôi lại khác tôi đến với cuộc đời này bằng sự uất hận và nỗi thống khổ của mẹ bằng những cái nhìn khinh bỉ và miệt thị của người đời có lẽ như vậy nên cuộc sống của tôi cũng muôn màu những bi thương và nước mắt mấy ngày đầu ông tùng chồng mới của mẹ tôi Trước mặt của mẹ luôn đối xử với tôi rất ôn nhu và lịch thiệp Đi đâu về, có gì cũng mua cho tôi Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian đầu mà thôi Vài tháng sau đó, mẹ tôi thông báo có thai Ông ấy cũng thay đổi thái độ hẳn với tôi Muốn sống ở đây thì tự kiếm việc mà làm Không ai dỗi hơi mà nuôi ngông mày mãi đâu Ôn con ạ à. Tôi gọi ông ấy là Dượng, mọi người ạ à. Lúc đó cũng còn nhỏ lắm, 9 tuổi thôi mà nghe vậy tôi tròn xe đôi mắt Nhìn ông Tùng Nhưng trong lòng vẫn dấy lên một nỗi sợ hãi Khi tôi bắt đầu gặp ánh mắt ông ấy Nhìn tôi lừ lừ Tôi nghe vậy cũng thấy sợ hãi rồi đáp Dạ Giờ giờ con làm gì hả Dưỡng Tự tìm lấy việc mà làm Nói rồi Ông Tùng vào trong nhà Lôi ra một mớ quần áo bẩn của ông ấy Vứt thẳng vào mặt tôi mà nói Đây Đem ra ngoài giếng mà giặt sạch đi cho tao Mai tao còn mặc đi làm Nhớ, giặt cho sạch Nếu không á, đừng có trách tao Tôi nhặt mớ quần áo đem ra giếng Rồi ngồi đưa cái bàn chải trà trà mãi Vì sợ không sạch sẽ bị chửi Tôi đã từng xin mẹ giặt đồ chung Nên tôi cũng biết được chỗ nào bẩn Thì có thể cho thêm xà phòng vào Và đưa cái bàn chải đi đi lại lại Cho thật kỹ Mẹ tôi đi làm đồng về thấy vậy liền nói Thôi, đồ của dượng để đó Lát nữa mẹ giặt cho Chứ lỡ mày giặt không sạch Lại mất công mẹ giặt lại cũng như nhau Tôi chưa kịp đứng dậy Thì ông Tùng đã lên tiếng nói Em bầu bì thì để nó giặt cho nó quen đi Nó cũng lớn rồi 9 tuổi chứ còn ít ỏi gì nữa Giặt vài ba cái đổ Chứ có phải kêu nó Làm cái gì nặng nhọc đâu Mà em cứ cuống hết cả lên Chiều nó quá Giết rồi sinh hư đấy Mẹ tôi nghe ông Tùng nói vậy Thì im lặng đi vào trong nhà Cũng kể từ ngày hôm đó mẹ đã không còn quan tâm tôi nữa mẹ mặc cho như thế nào thì cũng kệ có những lúc thèm được mẹ ôm vào lòng hay được mẹ cho đi chơi như những đứa bạn cùng trang lứa nhưng mà mẹ của tôi bộn bề với những công việc mẹ tôi đi bán hàng ở ngoài chợ có hôm mãi tối muộn mới về đến nhà bầu bì lại mệt nên dành thời gian cho tôi cũng không có nữa này con tơ đâu tôi nghe thấy tiếng ông tùng gọi lớn liền đáp nhanh dạ Dượng gọi con có gì không ạ?" Vừa nói đến đó thì đã bị ông ấy túm lấy tóc, giục đầu tôi vào trong tường nhà, miệng khẽ rít lên từng tiếng. "Có phải hôm qua tao bảo mày giặt đồ cho tao thì giặt cho sạch rồi cơ mà, mày không nghe hả?" Vừa nói, ông ấy lại giục đầu tôi vào tường liên hồi và nói tiếp. "Tao nói cho mày biết, mày chỉ là cái đứa con hoang thôi nhá. Có nhà ở, có cơm ăn là ngon lắm rồi đấy. Hôn hồn thì câm mẹ cái mồm mày đi." Mày mà nói với ai cái gì là tao sẽ giết chết mày. Nghe chưa? Dượng ơi, con đau quá, xin dượng, xin dượng bỏ con ra. Đau này, đau cho mày nhớ. Mặc cho tôi khóc, tôi xin, nhưng ông ấy vẫn cố tình dục tôi vào tường mấy phát nữa mới chịu bỏ tôi ra. Tôi đau quá nên vẫn thút thít khóc thì ông tường lại văn mắt lên quát, mày câm mồm chưa? Có thích khóc không? Nếu thích tao cho khóc nữa. Nghe ông Tùng nói vậy, người tôi lại run lên như cầy sấy. Tôi không dám hò hè khóc, nhưng miệng vẫn khẽ nấc lên từng hồi. Tối hôm đó, mẹ tôi về, tôi thấy mẹ về. Tôi nhìn mẹ tủi thân lắm, tôi muốn nói cho mẹ biết, tôi muốn ôm mẹ khóc. Nhưng tôi sợ vì tôi thấy ánh mắt ông Tùng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mẹ thấy đầu tôi bị sưng lên thì hỏi, Ơ, đầu con bị sao vậy? Sao bị u một cục to vậy hả? tôi đang chưa kịp nói gì thì ông tùng đã nói lúc nãy nó chạy ngoài đường bị ngã đấy chứ đâu đã bảo tối rồi ở yên trong nhà có chịu nghe đâu cứ ra ngoài đường hóng cơ mẹ tôi nghe vậy lại quát tôi tối rồi ra đường làm gì đã nói bao nhiêu lần rồi còn không chịu nghe cơ vào tắm rửa đi để mẹ nấu đồ ăn tôi bước ra ngoài giếng lúc này trăng cũng đã lên nhà tôi lúc này còn thắp đèn dầu chứ chưa có điện múc nước lên Tôi ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn xung quanh và khóc một mình. Tờ! Tiếng mẹ gọi làm tôi giật mình, quệt vội dòng nước mắt. Mày làm gì mà ngồi mãi ngoài đó thế hả? Nhanh lên vào ăn cơm, để dựng mày còn đi lấy tiền công. Dạ, dạ. Tôi nghe mẹ nói vậy thì nhanh chóng lau sơ qua người rồi mặc quần áo vào chứ không dám tắm nữa. Này, tiền đây, em cầm lo ăn uống. Thời buổi kinh tế khó khăn, em xem đó mà chi tiêu cái gì cần thì hãy mua không thì thôi dạ em biết mà ủa mà sao tháng này có bấy nhiêu đây thôi hả anh ừ có vậy thôi vì hôm qua thằng Tuấn nó có ghé xin một ít để chuẩn bị mua quần áo và nộp tiền học nên anh đưa cho nó một ít rồi Tuấn là đứa con riêng của ông Tùng mẹ tôi cầm tiền và im lặng không nói gì mẹ ăn gì má lắm thế hả Tôi đói bụng và lục nồi cơm còn ít cơm với chút canh thừa nên đổ chung vào ngồi ăn luôn, ai ngờ đang ăn thì bị ông Tùng bắt gặp. Tôi luống cuống đứng dậy dè dặt nói: "Dạ, còn thừa ít cơm, con đói bụng nên con ăn ạ." À? Ăn cái mả mẹ mày chứ ăn, cơm đó tao để dành cho con Kỳ, mày lại ăn vụng mất phần của nó à? Nhanh ra đổ cho nó ăn đi. Con Kỳ, ý nói chính là con chó của ông ấy đấy. Vừa nói ông ấy vừa chỉ vào mặt tôi. Tôi lủi thủi bê bát cơm uất hận mà không dám khóc kỳ ăn cho no rồi canh nhà cho tao nhá vừa nói ông tùng vừa vuốt ve con chó rồi lườm tôi một cái và bước đi nhìn thấy con chó mà tôi nghĩ có khi nó còn sướng hơn tôi nó được ăn không phải làm không phải chịu những trận đòn roi vô cớ tôi thấy ông ấy đi đâu rồi tôi cũng nhanh chân khóa cửa lại và chạy bộ ra bà tôi vừa ra đến nơi thấy tôi bà đã nói ơ ừ, cái con tơ nó về rồi đấy à vào đây nhanh khỏi nắng có đói bụng không cơm trưa bà nấu còn ở trong nồi đấy cá bà treo ở trên bếp kia kìa lấy mà ăn đúng là bà chỉ có bà là người thương tôi nhất từ nhỏ bà đã thương tôi ai nói gì tôi hay bạn bè ai bắt nạt bà đều đứng ra bênh vực bảo bảo vệ nhìn thấy bà tự nhiên tôi muốn khóc quá tôi muốn mách với bà muốn kể cho bà nghe nhiều chuyện nhưng lại không dám vì sợ kể ra ông ấy sẽ giết và đánh nhiều hơn. Tôi đi thẳng vào bếp và lục cơm nguội của bà ăn ngon lành. Bà mỉm cười hiền từ nhìn tôi nói Ăn từ từ thôi con, gì mà ăn vội vàng như sắp chết đói đến nơi thế hả? Nghe bà nói vậy, tôi lại muốn nói với bà rằng Con đang đói mà bà, ở bên đó con không dám ăn nhiều Vì ăn nhiều, đến lúc mẹ đi làm, con lại bị đánh Nhưng mà nghĩ đến câu nói, Mày mà bép xếp với ai thì tao giết Của ông Tùng là tôi lại thôi Tôi ngoảnh mặt lên nhìn bà mỉm cười Rồi cúi đầu ăn tiếp Ăn cơm xong Lại ra đi vào nhà Đến chỗ cái ngăn tủ lục ra cái nhíp Nhổ tóc bạc cho bà Lúc nào cũng vậy Tôi ra là bà bảo tôi nhổ tóc bạc cho bà Giờ nó tạo thành thói quen Bà không bảo tôi cũng nhớ để mà nhổ Tơ à Ở bên đó dưỡng có hay nạt con không tiếng bà hỏi làm tôi nghẹn lại dạ cũng bình thường ạ à. bình thường là bình thường như thế nào ơ ờ, cái con bé này hôm nay lạ nha bà hỏi mà cứ bảo bình thường là sao nó mà nạt cháu của bà thì cứ nói để bà chửi cho nó một trận nghe chưa tôi giả vờ cười nói dạ không có đâu bà ờ vậy thì bà mới yên tâm tôi nhổ tóc bạc cho bà xong xuôi bà lại nói nào Ngồi xuống đây Bà xem trên đầu có con cháy nào không Để bà bắt Không nó cắn cho chuộng đầu đi bây giờ Bà vừa đụng vào đầu tôi Vì còn đau ê ẩm Nên tôi lỡ kêu lên một tiếng Bà thấy vậy vội hỏi Sao vậy cháu đau ở đâu Dạ không ạ à, Hôm trước cháu bị ngã thôi bà Đầu để bà xem nào Thôi không sao đâu bà ơi Tôi nói nhưng có vẻ bà còn tinh ý hơn mẹ tôi nên bà không tin lời của tôi. Bà gần giọng hỏi, ngã kiểu gì? Mà ngã như thế này? Cháu nói đi. bị ai đánh phòng? Tôi vội lắc đầu nói, dạ, không. Cháu, cháu không, cháu, cháu không, cháu có bị ngã đâu ạ? À? Nói chuyện với bà một chút, tôi lại phải vội vàng chạy về bên nhà để xem ông Tùng đã về chưa. Nhưng vừa bước chân vào đến đầu sân, tôi đã thấy bóng ông Tùng cầm một cái roi mây đứng chờ sẵn ở sân. Thấy vậy tôi sợ quá nên nhẹ nhàng bước vào. Dạ, con chào dượng. Khi tôi vừa dứt câu thì đã ăn ngay hai cái roi phệt phệt vào người. Ông ấy cầm cây roi mây kia, vụt thật mạnh vào người tôi hai cái, miệng nói đo. Con kia, mày đi đâu về? Tôi bị đánh đau quá, vừa khóc vừa nói. Dạ, con chỉ qua bà ngoại một chút thôi ạ. À? Một chút này? À, thì ra mày đi qua bên đó hóng hớt bép xép kể xấu gì tao phải không nói mày qua bên đó làm gì nói những gì tôi lắc đầu lia lịa đáp dạ không ạ à, con không có nói gì Dường ơi không nói này ai cho mày đi mà mày đi hả ai nuôi mày ăn mà nói mày không nghe hả vừa nói ông tùng vừa quất vào người tôi liên tục dạ từ nay con không dám vậy nữa đâu ạ à, xin dượng tha cho con Mày câm mồm chưa? Hay mày thích khóc? Tôi đưa ánh mắt vàn lơn nhìn ông Tùng đáp. Dạ, anh Tùng, có chuyện gì vậy? Sao lại đánh con thế? Tiếng mẹ tôi hỏi. Ông Tùng có chút ngạc nhiên, nhưng trong phút chốc đã lấy lại được bình tĩnh nên đáp. Sao hôm nay lại đi chợ về sớm vậy? Ừ, thì hôm nay đắt hàng, có khách tự nhiên người ta mua hết nên được về sớm. Mà sao anh đánh con như vậy? Ông ấy quay ngoắt 180 độ đáp. Cô đi mà hỏi con cô ấy Mẹ nghe thấy vậy thì quay lại hỏi tôi Ơ ờ, con lại làm gì khiến Dượng giận phải không Tôi lắc đầu và không nói gì Vậy là vì sao mà bị đánh Dạ con qua bà chơi Tôi nói xong câu này thì ông Tùng nói Đấy cô xem con gái cô đi Tao làm nuôi nó ăn ấy vậy mà hở cái nó chạy đi nói xấu tao kia kìa Mai kia lớn lên Không biết nó trả ơn tao như thế nào Chắc nó kề dao vào cổ tao quá tôi thấy ông tùng như vậy thì tôi sợ lắm tôi ôm mẹ khóc mà nói mẹ ơi mẹ con sợ mẹ tôi nghe vậy thì nhìn ông tùng nhẹ giọng nói anh bình tĩnh đi anh anh làm con sợ rồi đấy cô thích bành nó phải không tao nói cho mà biết con của tao tao cũng không nuôi bỏ mặc về đây xây dựng gia đình với cô mà cô xem lại con gái cô đi nó hư không chịu để tao dậy mà ai kia nó hư thêm ra còn nếu ở với tao sợ bị đánh ấy thì biến ở được đâu thì ở Cái thứ còn hoàng đó, tao đây không chứa Mẹ tôi cúi mặt Tôi cứ nghĩ mẹ thấy như vậy sẽ thương tôi Tôi nghĩ rằng mẹ thấy dưỡng đánh tôi Thì sẽ bảo vệ cho tôi Nhưng có lẽ trong cái nhà này Mẹ cũng như tôi Không có tiếng nói Hay là do tình cảm mẹ dành cho tôi không đủ nhiều Nên những vết lằn in hẳn trên da thịt của tôi Mẹ không đủ xót xa Mẹ im lặng không nói gì Tối hôm đó tôi mang quần áo đi tắm nhìn những vết lằn còn in hẳn trên người tôi. Tự nhiên tôi thấy hận. Tôi hận ông Tùng, tôi hận cuộc đời này vì đã sinh ra tôi. Một đứa bé 10 tuổi lại có ý nghĩ thủ hẳn, ăn sâu vào trong con người. Từng gáo nước lạnh rội lên da thịt của mình là những lần tôi suýt xoa vì đau. Cũng từ đó có chuyện gì, tôi cũng tự mình chịu đựng, không ca thán gì với mẹ nữa. Tối hôm đó tôi nằm ở bên ngoài, mắt giả vờ nhắm, nhưng mà vẫn đau nên tôi không ngủ luôn được tao cũng đâu có nuôi thêm đứa con nào cô liệu liệu xem mà gửi nó về bên đằng nội nhà nó đi tiếng ông tùng nói nhưng bố nó mất rồi đằng nào em cũng cực khổ nuôi nó từ nhỏ giờ đem nó cho người khác nuôi sao đành anh vậy thì gửi nó về bên nhà cho bà ngoại nuôi nó đi cô cũng sắp sinh rồi mình tao lo sao nổi ừ để em tính tôi nghe xong chỉ biết úp mặt vào chăn mà khóc nhưng tôi không dám khóc to lại cứ đưa chăn nhét vào miệng mình để cho mẹ tôi và ông Tùng không nghe thấy. Tôi bắt đầu thấy sợ, tôi sợ lắm, sợ sẽ không được chung sống cùng với mẹ nữa, sợ mẹ sẽ đưa tôi đi gửi chỗ khác. Dù ở đây tôi có bị đánh nhưng ít ra tôi quen rồi, tôi quen sống với mẹ từ nhỏ, nên nghe vậy tôi thấy hoang mang và tôi cứ khóc như vậy rồi dần dần ngủ quên lúc nào cũng không biết. Tơ, ừ, tơ, ừ, dậy đi con. Tiếng mẹ gọi làm tôi giật mình Tỉnh dậy tôi thấy nắng đã giỏi bên hiên nhà Nhìn trời tôi hốt hoảng nói Mẹ, Dượng đi làm rồi hả mẹ? Ừ, Dượng đi làm rồi Nãy mẹ thấy con có vẻ mệt Nên mẹ chưa đánh thức con dậy Giờ dậy đi con Dậy mẹ nói cái này Tôi thấy buồn và lo lắm Bởi nếu tôi không nghe được mẹ và Dượng nói chuyện lúc đêm Thì có lẽ tôi đã rất vui Vì hôm nay ít ra tôi cũng được ngủ nướng Nhưng nghe rồi cái cảm giác nó giống như kiểu một thứ đặc ân dành cho tôi để rồi tôi lại phải chuẩn bị đón nhận một chuyện buồn khác vậy hôm nay mẹ không đi chợ à tôi hỏi không hôm nay mẹ mệt nên mẹ nghỉ một hôm dạ bình thường nghe tin mẹ nghỉ chợ ở nhà là tôi vui lắm mọi người ạ à, nhưng mà không hiểu sao hôm nay nghe câu nói đó của mẹ tôi lại buồn lắm buồn cái kiểu gì ấy không thể hiểu được luôn cơ tôi ra giếng đánh răng rửa mặt rồi bước vào trong nhà, lúc bước vào đã thấy mẹ soạn mấy bộ đồ của tôi ra, bỏ ở đầu giường rồi. Thấy tôi vào mẹ nói: "Lát mẹ đưa con qua sống với bà ngoại nhé." Nghe mẹ nói vậy, bỗng nhiên tôi lại oà lên khóc nức nở. Tôi vừa khóc vừa nói: "Mẹ ơi, mẹ không còn thương con nữa à? Giờ mẹ chuẩn bị có em rồi, nên mẹ không cần con nữa phải không?" Và rồi, tôi thấy mẹ cũng khóc, mẹ ôm tôi vào lòng và nói: không phải đâu, con đừng nghĩ như vậy. Chỉ là con qua bên bà thôi, thỉnh thoảng mẹ cũng sẽ qua đó thăm con. Ngoan, nghe lời mẹ nha con. Mọi người biết không, lúc đó tôi mới 10 tuổi thôi, nhưng có lẽ tôi sống trong sự rẻ biểu khinh khi của mọi người nhiều. Sống trong cô lập, cuộc sống đơn độc không bạn bè, luôn phải gồng mình để đối phó với những người xung quanh. Với những sự ghẻ lạnh của cuộc đời, có lẽ vì vậy mà tôi khôn hơn nhiều so với cái tuổi của mình tôi biết tự lập hơn biết bổn phận của mình hơn ngày hôm đó quả là một ngày mà trong suốt cuộc đời này có lẽ chẳng bao giờ tôi quên được ngày mà tôi khóc cũng không phải dè dặt nhìn ánh mắt hay sợ hãi ai nữa tôi ôm mẹ khóc tu tu hôm đó tôi cũng còn định kể cho mẹ nghe về những gì mà ông tùng đã đối xử với tôi luôn nhưng mà không hiểu sao tôi lại thôi và không kể ra nữa và rồi mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch qua nhà bà. Qua đến nơi bà nhìn mẹ con tôi ngạc nhiên rồi nói Đi đâu mà mang đồ đùm đề thế kia? Mẹ nhìn tôi rồi nói Con ra ngoài chơi đi, mẹ nói chuyện với bà một chút. Tôi mặc dù không muốn đi nhưng mà biết sao được tôi đành đi ra bên ngoài vườn dâm bụt để chơi. Sau nương nhà có hàng dâm bụt đẹp lắm khi mẹ chưa lấy chồng tôi vẫn hay chơi ở ngoài này Tôi hái những bông hoa, nhẹ nhàng tách từng lớp của mấy cánh hoa, rồi ghép lại tạo hình con bướm các kiểu. Tôi không biết mẹ nói những gì với bà, nhưng chơi được một lúc thì mẹ gọi tôi vào, dặn dò tôi ở với bà cho ngoan, nhớ nghe lời bà, rồi mẹ chào bà, và hôn tôi rồi ra về. Không hiểu sao lúc này tôi lại không khóc nữa, mẹ đi rồi, bà ôm tôi và nói, thôi, tờ của bà ở đây với bà, cho vui nhỉ. Nói rồi bà ôm tôi vào lòng, tôi không khóc, nhưng sống mũi và khóe mắt thấy cay cay. Tôi biết bà luôn thương tôi mà. Mấy ngày sau đó tôi đi học, tôi lên lớp 4 nhưng mà vẫn âm thầm lặng lẽ một mình bước đi, một mình đi về. Năm nay lớp tôi lại có thêm mấy bạn ở bên lớp khác nữa vào học cùng, còn mấy bạn học giỏi thì được chuyển qua lớp chọn. Trong mấy bạn mới vào này, thầy có xếp một bạn ngồi gần tôi, bạn ấy nhìn rất dễ thương, tôi cũng không muốn bắt chuyện nhưng bạn ấy lại rất hòa đồng luôn bắt chuyện với tôi dần dần tôi cũng quen nên tôi chơi rất thân với bạn ấy à quên bạn ấy tên là hồng tôi sống với bà không bị ai đánh đập nữa hết cuộc sống cũng thoải mái hơn bà sống cùng với cậu út nhưng cậu chưa vợ nên thương tôi lắm mỗi lúc cậu theo người ta đi làm xa ở đâu về đều có đồ chơi và bánh kẹo cho tôi còn nói về hồng từ ngày quen thân mỗi lúc nghỉ học là nó lại đạp xe lên nhà tôi chơi nhưng mà vào giữa năm học lớp 4, mẹ tôi lại qua, xin bà đón tôi về. Mọi người biết sao không? Vì mẹ tôi sinh em không ai giữ, nên ông Tùng kêu qua đón tôi về để giữ em. Bà mặc dù biết, mà cũng thương tôi, không muốn để tôi về bên đó chịu khổ. Nhưng mà tôi là do mẹ sinh ra. Hơn nữa, tôi đang nhỏ, chưa có chính kiến riêng, nên mẹ vẫn có quyền nhất. Đưa nó về bên đó, mà hành hạ nó, thì coi chừng tao đấy bà nói với mẹ tôi mẹ tôi nghe vậy thì đáp mẹ hay nhỉ nó là con của con mà có mẹ nào lại không thương con mày thì tao không nói nhưng thằng quỷ đó kìa nó ở với tao mặc dù không được ăn sung mặc sướng nhưng ít ra nó không phải chịu đòn roi mẹ tôi im lặng không nói gì thật ra bà cũng không ưa gì ông tùng nhưng mà mẹ tôi chịu nên bà đành chấp nhận chứ từ lúc về bên đó ông tùng cũng chưa bao giờ qua lại nhà bà để thăm bà lấy một lần thế là tôi lại theo mẹ về ngôi nhà đó ngày ngày ở nhà trông em còn mẹ đi chợ ông tùng đi làm nhiều lúc trông nó nhìn nó khóc mà tôi không dỗ được cũng phải khóc theo nhưng khóc mệt quá rồi nó cũng nín thì phải nhưng hôm nay không hiểu sao nó khóc mãi tôi đưa võng nó từng nào nó cũng không chịu nín cũng không chịu ngủ gặp phải tôi lại mắc tè Thế là tôi cột võng lại Chạy ra ngoài đi vệ sinh một chút Đến khi vào tôi thấy nó nằm ở dưới đất Đầu u lên một cục Miệng thì đang cố hét thật to Tôi sợ quá Chạy lại bế nó Vừa bế vừa dỗ Em ơi ngoan nín đi em Nín đi em Nhưng mà nó cứ khóc hét lên vậy Này con chó kia Mày làm gì nó mà để nó khóc ngặt lên vậy hả Tôi giật mình hoảng sợ khi nghe thấy giọng ông Tùng tôi không biết nói gì chỉ biết lắc đầu nhưng ông tùng đi đến nhanh và nhìn thấy vết bầm u vì bị ngã lúc nãy trên đầu em tôi nên ông không nói không rằng bế lấy nó đặt lại trên giường và tiến tới nắm lấy tóc tôi túm giật ngược lên một tay và thật mạnh vào người tôi miệng chửi mà cha mày nói làm sao nó bị u đầu mày ghét tao nên đánh nó phải không tôi đau quá chỉ biết khóc và cố gắng lắc đầu miệng thút thít nói không dượng ơi em không may bị ngã thôi ngã này mày ở nhà canh con tao mà dám để nó ngã vậy hả mặc cho em tôi khóc ông ấy lôi tôi sồng sộc ra giếng và nhấn đầu tôi vào thau nước lạnh cái loại còn hoang như mày cho mày chết này đi theo thằng cha mày đi này có mối ở nhà canh em mà cũng không xong vừa nói ông ấy vừa nhấn đầu tôi xuống rồi kéo lên mặc cho tôi ho sặc sủa ông ta cứ làm như vậy mấy lần cho đến khi tiếng em tôi ngã cái bịch và nó khóc to hơn ông ấy mới thả tôi ra chạy vào trong với nó tôi ngồi đây cố đưa tay vuốt mặt nhưng vẫn bị sặc tôi vừa sặc vừa ho tôi sợ quá và tôi nhớ đến lời bà dặn lúc tôi chuẩn bị về bên này với mẹ nào mà cái thằng phát xít đó nó đánh con hay làm gì thì chạy nhanh về đây với ngoại nghe chưa thế là nhân lúc ông tùng đang ở trong nhà tôi chạy thật nhanh để qua bên bà ông tùng ở trong nhà nghe tiếng tôi chạy thì nhìn ra nói mẹ cái con kia mày chạy đi đâu mày đứng lại đó cho tao coi nhưng lần này không hiểu can đảm ở đâu mà tôi cũng không sợ ông ta nữa mặc kệ ông ta nói tôi vẫn ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh qua nhà bà tôi cứ chạy mà vẫn không dám ngoảnh đầu lại vì sợ ông ấy đuổi theo. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng tới ngõ nhà bà. Tôi ngồi thụp xuống đống rơm nơi đầu ngõ nhà bà, thở một hơi, nghỉ cho đỡ mệt. Giờ tôi mới bắt đầu cảm thấy ê trên đầu và lạnh buốt trong người. Và rồi tôi lịm dần đi, không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong giường bà. Bên cạnh tôi là bà, đang xoa bóp tay chân cho tôi. Tôi thấy trên khóe mắt nhăn nheo của bà còn vương những giọt nước mắt ươn ướt. Bà thấy tôi đã tỉnh liền nói. Tỉnh rồi hả con? Tôi định ngồi dậy thì bà liền nói ngay. Cứ nằm đi cho khỏe đã. Khổ thân. Tối hôm đó mẹ đi chợ về. Tôi cũng không biết ở bên kia ông Tùng đã nói gì với mẹ mà mẹ đến nhà bà tìm và bảo tôi về. Nhưng mà bà tôi chửi cho một trận. Mày không nuôi được thì để tao nuôi. Nó ở với tao, có rau ăn rau, cháo ăn cháo, Chứ đưa nó về bên đó Để mày hành hạ nó Hay là mày nhờ cho thằng phát xít đó Ăn thịt nó Rồi mới chưa hả Mẹ tôi bị bà chửi cho một tăng Thì lặng lặng đi về Mẹ về rồi bà ôm tôi mà nói Khổ thân cháu tôi Thôi từ giờ cứ ở đây với bà Không cần phải đi đâu nữa hết Ở đây cho có bà Có cháu Tôi dạ rồi bà lại bảo tôi nằm xuống Nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày sau tôi khỏe tôi xin bà về lại bên nhà của mẹ để lấy sách đi học nam ơi nam là tên của cậu tôi khi nghe bà gọi như vậy thì cậu cũng đi tới và nói mẹ gọi con có gì không con đang đóng giờ cái chuồng gà ở sau mẹ nói này để đó lát về đóng con coi chở cháu qua bên nhà kia để nó lấy sách vở về mai còn đi học chứ để nó đi một mình mẹ không yên tâm dạ để con rửa tay rồi vô chở cháu đi lấy sách nói rồi cậu quay qua nhìn tôi rồi nói ơ chờ cậu một chút nhé một lát sau đó cậu vào và chở tôi qua nhà mẹ qua bên đó thì thấy có mỗi mẹ ở nhà ông tùng chắc đi làm rồi mẹ còn đưa em ở võng chị cậu chào mẹ ừ ngày qua có gì không em chở cháu qua nó lấy sách đồ về đi học sách đồ đâu tao đốt hết rồi tiếng ông tùng nói từ ngoài sân cậu nam nghe vậy liền nói sao anh lại đốt hết sách vở của cháu đi vậy tao thích không học nữa thì đốt chứ sao cậu tôi có vẻ bức xúc nói anh vừa vừa khai phải, phải thôi nha đồ trong nhà tao tao thích thì tao giữ không thích thì tao đốt mày thích thì về mà tự mua cho nó rồi lo cho nó ăn học chứ cái ngữ đó tao không lo nổi đâu anh mẹ tôi nghe có vẻ to tiếng với nhau thì lén đặt em xuống và nói hai anh em có gì bình tĩnh rồi nói cậu nam đáp gọn lòn thôi mình về đi cháu nói rồi cậu lôi nhẹ tôi ra xe và chở tôi về vừa về đến nhà bà nhìn không thấy sách vở gì liền hỏi thế hey, sách vở của cháu đâu rồi mà về không thế này cậu nam vứt nhẹ cái mũ xuống bàn uống nước của bà rồi nói lão tùng lão đốt rồi mẹ ạ à. mà con thấy bực mình với chị mến ghê mẹ gì mà vô trách nhiệm để cho lão Tùng đốt sách của nó đi như vậy, giờ lấy gì cho nó học? Bà tôi nghe vậy cũng giận lắm, gương mặt bà lộ rõ sự giận dữ, bà nhìn tôi rồi nói, thôi, cháu còn nhỏ, đã phải khổ vậy rồi, thôi chỉ để mẹ gắng, gắng được đến đâu hay đến đó. Và thế là cậu mua thêm sách vở, đồ dùng học tập cho tôi học. Tôi bình yên sống với bà và cậu, cậu chưa vợ nên góp tiền cho tôi học. Nhưng đến hơn một năm sau, cậu lấy vợ, cậu qua nói chuyện với mẹ để hy vọng mẹ cho tôi học thêm, nhưng mà không được, mẹ tôi nói: "Giờ chị con nhỏ không làm được gì, mọi tiền bạc đều phụ thuộc vào anh Tùng, nên có lẽ em." Nghe đến đây thì cậu tôi cắt ngang lời mẹ và nói: "Thôi, chị không cần nói nữa, em hiểu rồi." Và thế là tôi học được hết năm lớp 5, bà thì cũng đã già, không còn trẻ nữa, cũng không thể lo mãi cho tôi được cậu thì cũng đến lúc lấy vợ, cần phải lo cho cuộc sống riêng của mình. Tôi ở nhà với bà ăn rồi đi mò cua bắt ốc, bắt con giam về bán lấy tiền tiêu qua ngày. 4 năm sau, bây giờ tôi cũng đã 14-15 tuổi, tôi cao to và va vấp nhiều nên tôi có vẻ ngoài già dặn hơn so với lũ bạn cùng trang lứa. Cậu của tôi đã lấy mở, đã có một đứa em, mở tên là Ngân, mở cũng thương tôi lắm nên tôi cũng cảm thấy thoải mái tôi phụ cậu mợ trông em bây giờ em đã lớn đến tuổi đi học nên tôi cũng nhàn ngoài việc phụ cậu mợ đồng áng xong thì tôi cũng rảnh rỗi lại nói về mẹ tôi bốn năm qua mẹ vẫn vậy không những vậy mẹ còn có phần nghiêng về em tôi hơn vì suy cho cùng là con trai và là con của ông tùng người đã cho mẹ danh phận đàng hoàng chứ không phải như bố tôi kẻ làm cho mẹ có bầu rồi bỏ chạy so với tôi thì em được mẹ đón nhận và yêu thương hơn nhiều tôi không trách mẹ bởi tôi biết cuộc đời nhiều khi mang con người ta đến với cái thế giới này cũng là để thử thách có lẽ tôi cũng vậy ông trời chỉ là đang thử thách tôi mà thôi rồi khi những đau khổ qua đi tôi sẽ mỉm cười đón nhận hạnh phúc nhưng không đời đâu phải cứ nghĩ là được Hạnh phúc với tôi sao mà mông lung quá, con người ta có nhiều người mưu cầu nhà cao, xe đẹp, còn tôi chỉ hy vọng đủ ăn, đủ mặc, an yên sống bình lặng qua ngày. Nhưng mà cuộc đời mà hết cơn sóng này sẽ lại có những cơn sóng khác, thậm chí nó còn dữ dội hơn rất nhiều. Năm đó, tôi, một cô bé 15 tuổi, đi theo đứa bạn thân trong xóm vào Sài Gòn làm vì tôi nhìn có vẻ già dặn hơn so với tuổi thật nên tôi mượn hồ sơ của người chị đứa bạn để đi xin việc. Một cô bé 15 tuổi với những ký ức tuổi thơ không mấy tốt đẹp, tôi theo nó đi làm khi vô đến Sài Gòn, hai đứa ở cùng phòng với chị của nó. Nói qua về nó, nó là cái Minh, đứa bạn thân ở gần nhà bà tôi. Nó thì vô đến nơi nghỉ ngơi là mai đi làm luôn, còn tôi thì khác, vì ở nhà buồn chán nên tôi theo nó đi làm và hơn nữa tôi nghe nó nói ở trong sài gòn nhiều công ty nên dễ xin việc thế rồi tôi đi luôn cùng với nó trong đầu tôi lúc đó suy nghĩ đơn giản lắm cứ đi thôi mình lớn rồi không thể để cho bà lúc nào cũng phải lo cho mình được cứ nghĩ mọi việc sẽ rất suôn sẻ chỉ đi vô xin việc rồi đi làm thôi nhưng đâu phải cuộc hành trình nào cũng có điểm dừng chân sẵn tôi ngây thơ quá này tơ chị đi làm về thấy công ty tư hồng đang tuyển nhân viên đấy mai em ghé đó nộp hồ sơ xem sao chị mai chị của minh nói với tôi tôi nghe vậy mừng ra mặt dạ vậy để mai em ghé nộp hồ sơ xin họ làm chị làm gì ở đó cho em phụ với em mới vào còn mệt cứ nghỉ ngơi đi chị làm chút rau để nấu ăn thôi còn từ ngày mai chị em mình trong phòng có ba người thì cứ chia tiền ăn uống tiền phòng tiền điện nước ra Ai cũng vậy thôi, cũng xa xứ để kiếm tiền, nên chị nói trước, còn nấu ăn thì ai về trước người đó nấu cũng được. Dạ, em biết mà chị. Ngày hôm sau, vì cái Minh và chị Mai, ai cũng phải đi làm rồi, nên tôi đành lần theo địa chỉ mà chị Mai chỉ để nộp hồ sơ. Tôi đi bộ, vừa đi tôi vừa nghĩ vu vơ. Hy vọng mình xin được việc, làm có tiền sẽ mua cho bà một chiếc khăn trùm đầu thật đẹp. Tôi và phải xe đạp của một người con trai lạ Hắn ta ngã xe cái rủi Nhưng vẫn lịch sự hỏi thăm tôi Này bé, bé có sao không? Tôi bị ngã rớt tập hồ sơ Nên đang cúi nhặt Lại còn sợ bị hắn chửi nữa cơ Nên khi nghe hắn hỏi vậy Tôi ngoảnh mặt lên nhìn hắn Chào ôi, người gì đâu mà đẹp trai Trắng trẻo thế nhỉ Hai sống mũi cao, đôi mắt thì một mí À, nhưng đặc biệt đôi môi Trời ơi sao môi con trai mà đỏ dữ vậy tôi đứng hình nhìn mắt mất mấy giây này bé bé có sao không đấy tiếng hắn nói làm tôi chợt giật mình tim đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mặt tôi lúc này cũng đỏ ửng lên miệng lắp bắp nói dạ dạ em không sao tôi thấy run run khi hắn cứ nhìn chân chân vào người mình thì nói dạ thôi em không sao em em đi đây ạ à? tôi vừa bước đi được vài bước thì hắn gọi với à bé ơi bé đi đâu đó tôi nghe hắn nói vậy thì đáp dạ em đi nộp hồ sơ xin việc ạ à? em định xin việc ở đâu cũng không hiểu sao lúc đó tôi một đứa ít giao tiếp với người lạ lại có thể nói chuyện với hắn một cách vô tư như vậy nghe hắn hỏi vậy tôi mỉm cười đáp dạ có chị bạn chỉ cho em đi nộp hồ sơ ở công ty tư hồng thôi em đi đây này Chờ đó lên xe anh chở đi Anh cũng đang đến công ty đó đây này Dạ thôi Em đi bộ được rồi cảm ơn anh Nói vậy mà không hiểu sao Hắn lại cứ lẽo đẽo đi theo Vừa đi vừa nói Anh tên Dương người Thanh Hóa Em tên gì quê ở đâu Thấy hắn khai vậy Nên tôi cũng thật thà nói Em tên Tư quê ở Nghệ An anh ạ à. Hình như em mới vào phải không Dạ em mới vào thôi ạ à hôm qua chị của đứa bạn chỉ em đến công ty tư hồng gì đó để nộp hồ sơ xin việc đi được một đoạn nữa thì cũng đến trước cổng công ty tư hồng hắn nhìn thấy tôi rồi nói tiếp em đem hồ sơ của em đây cho anh về trước đi rồi ghi số điện thoại lại cho anh có gì mai anh gọi tôi nghe hắn nói vậy thì ngạc nhiên nhìn hắn nói dạ vậy là sao ạ à? thì em cứ ghi số điện thoại của em lại rồi mai anh gọi đến làm dạ nhưng mà em không có điện thoại ạ à? Hắn im lặng một lúc rồi nói Vậy em cứ về đi Mai đến đây chờ anh ở đầu cổng công ty là được nhé Giờ thì cứ yên tâm mà về đi Tôi không biết hắn là ai Cũng không biết làm gì ở đây Nhưng nghe hắn nói như vậy Thì trong lòng có chút gì đó nao nao Tôi vui mừng vì mình đã có việc làm Quay bước trở về nhà Giờ này cả khu trọ còn yên lặng lắm Vì mọi người vẫn còn đang đi làm Nên chưa ai về tôi không biết làm gì khác nên leo lên gác xếp nằm thật ra tuy là phòng trọ nhưng mọi người chắc cũng biết các phòng trọ ở sài gòn mà hay xây cho các công nhân thuê họ hay làm thêm cái gác xếp kể ra cũng tiện thật một căn phòng nhỏ cỡ bốn năm mét vuông nhưng mà có thêm cái gác để đựng các thứ lặt vặt và ngủ nên cũng không có gì là chật lắm cuộc sống công nhân mà ai người ta cũng phải sống như vậy tôi nghĩ bụng tranh thủ ngủ một giấc để mai bắt đầu đi làm có gì lát dậy pha gói mì ăn là được vì chị mai và minh đi làm phải chiều muộn mới về chiều hôm đó minh và chị mai đi làm về minh có chị mai vào trước xin việc cho nên làm cùng chỗ với chị mai vừa bước chân vào phòng thấy tôi chị mai đã hỏi luôn sao rồi tơ em đi xin việc sao rồi tôi định kể lại việc lúc sáng có gặp một người tên dương cho chị mai và minh nghe nhưng mà suy nghĩ một lúc tôi lại không nói nữa tôi đáp dạ người ta nhận hồ sơ của em rồi chị ạ à. vậy hả vậy họ có nói khi nào đi làm không dạ người ta bảo mai ạ à. ừ nhanh vậy à mà chắc công ty đang thiếu nên nó tuyển qua qua tôi dạ cho qua chuyện rồi nói chị ơi hôm nay nấu gì để em nấu nhá ừ em lấy bó rau muống đó nhặt hộ chị từ qua tới giờ em mới vào chị chưa có nói nhưng từ mai mỗi tuần sẽ thống kê lại tiền đồ ăn và chia ba ra em nhé dạ Hôm nay em ở nhà để em nấu đi chị Chị đi tắm đi Em nấu xong rồi vô ăn luôn Ừ vậy hôm nay em nấu nha Thật ra chị Mai cũng không phải là người khó tính Chẳng qua chị ấy là người sòng phẳng thích rõ ràng Nhưng không sao Với tôi như vậy cũng tốt Tôi cũng thích rõ ràng Không thích nợ nần ai gì hết Này đi chơi công viên không Tiếng Minh hỏi tôi Công viên Ờ có gần không Tao, tao ngại đi xa lắm Công viên Di An gần đây thôi, đi cho vui mai làm rồi ừ chị mai đi với bọn em luôn cho vui đi thôi em mới vô để minh nó dẫn đi chơi cho biết chị lát có bạn đến chơi nên hôm nay chị không đi hai đứa cứ đi đi thế là tôi và minh cùng nhau đi đi ra đến chỗ công viên nó rủ tôi chụp cái hình làm kỷ niệm chụp xong nó lại bảo ăn kem không mày tính tôi thì trước giờ ít bạn bè nên ít chơi và rất ngại ở những chỗ đông người nghe nó dù vậy tôi cũng không phải tiếc tiền nhưng tôi cũng chối thôi tao ngại lắm hay mình về đi có lẽ chơi với nhau nhiều nên nó cũng một phần nào đó hiểu được tính cách của tôi nghe tôi bảo về nó cũng không hiểu ý kiến gì mà hai đứa cùng nhau quay lại để đi về tôi thấy ở đây nhiều nghề thật đấy như mấy bà bán hàng rong ấy cứ đẩy một cái xe đi bán dạo trong công viên vậy chứ như ở quê tôi làm gì có mà khổ không có cũng đúng ở nông thôn giờ này người ta ngủ hết rồi, mấy ai đi ra đường nữa đâu mà người ta bán, bán cho ai mua. Về đến phòng, tôi thấy có một đôi dép đàn ông ở ngoài mà cửa thì lại chốt trong. Vì cửa phòng của chúng tôi có dán mấy tờ báo bên ngoài nên nhìn qua cũng không thấy gì. Tôi nhìn Minh rồi nói, "Này, dép ai này?" Nó nhanh miệng đáp, "Chắc của bạn chị Mai đấy." Nó đang nói thì tôi đã lanh chanh ghé hai con mắt vào trong cửa mặc dù đã được dán báo nhưng vẫn rách một chỗ vừa nhìn vào thì tí nữa tôi đã há hốc mồm lên vì không hiểu chuyện gì trong ánh đèn mờ mờ tôi thấy chị mai và một người đàn ông lạ đang không mặc quần áo gì hết hai người đó quấn vào nhau còn chị mai thì đang nhắm nghiền hai con mắt này mày ngó gì đó hả cái mình đưa tay đánh nhẹ vào vai tôi rồi hỏi nói rồi nó cũng đưa ánh mắt ngó vào rồi nhanh chóng lôi tôi ra ngoài và nói Thôi, mình ra ngoài này đứng một chút đã, lát rồi về, đi đi. Tôi và Minh ra ngoài đường đứng, tôi hỏi Minh, người đó là người yêu của chị Mai à? Nó đỏ mặt đáp Ừ, nhưng mày đừng nói với ai chuyện lúc nãy mày thấy nha. Ừ, tao biết mà. Hai đứa mới đi chơi về à? Anh bên cạnh phòng hỏi Tôi thì chưa quen nên còn lơ ngơ Còn Minh thì nhanh miệng đáp Dạ, anh mới đi làm ca về ạ à? Ừ em Vừa nói người đó vừa bước đi Chúng tôi đứng chơi ở đầu ngõ phòng trọ một lúc Thì Minh nói Thôi tao buồn ngủ rồi Về ngủ đi mai còn đi làm nữa Nhưng mà đi không sao đâu Thế là chúng tôi đi vào phòng Về đến phòng thì thấy cánh cửa đã mở Điện cũng đã được bật sáng Tôi thì ngại Còn Minh thì có vẻ quen rồi Nên tự nhiên hơn Nó bước vào chào qua chị Mai Và người đàn ông kia rồi đi thẳng lên gác tôi thấy vậy cũng vội chào theo rồi theo sau nó lên mai nói là buồn ngủ nhưng tôi thấy nó cứ chằn chọc suy nghĩ gì đó mãi vẫn chưa chịu đi ngủ tôi thì lúc sáng cũng đã quất được một giấc no nê nên giờ cũng thấy đỡ thấy vậy tôi hỏi nhỏ nó ê minh sao mày chưa ngủ mày kêu buồn ngủ cơ mà nó ngoảnh lại phía tôi nhưng ánh mắt thì vẫn hướng lên trần nhà rồi nói chủ nhật tuần sau được nghỉ tao và mày đi tìm phòng trọ khác ở đi tôi thấy nó nói vậy thì ngạc nhiên đáp nhưng còn chị mày nó ghé sát tôi nói nhỏ tao không thích lão người yêu của chị tao tao ghét nhìn là thấy ngứa mắt rồi mày có ra ngoài ở với tao không nếu mày không đi tao cũng đi thật ra tôi cũng không phải bằng vai phải lứa gì với chị mai hơn nữa khi ở nhà cũng chỉ biết chứ không chơi bao giờ chẳng qua vào đây cùng với cái minh lạ nước lạ cái nên phải phụ thuộc vào nó. Ở đâu thì mình đành theo đó thôi. Chứ tính tôi cũng không thích chung đụng gì với người không thân. Giờ nghe nó nói vậy, tôi cũng ưng ưng cái bụng. Nhưng ngặt nỗi, tôi mới vào, công việc thì mai mới đi làm, tiền bạc thì không có nhiều. Lúc đi, bà và cậu mợ gom lại, cho tiền cũng chỉ đủ tiền xe và dư ra một ít để dành ăn uống thôi. Vì cũng sợ chị Mai ở dưới nghe được, sẽ không hay, nên tôi nói nhỏ. Tao cũng thích hai đứa mình ra ngoài Nhưng giờ tao mới vào Còn chưa có tiền Giờ mình ra ngoài thuê phòng Rồi tiền đâu trả cho họ Rồi còn ăn uống để đi làm nữa Nó đưa tay lên, xịt nơi miệng rồi nói Cái này mày khỏi lo Tao có, mày thích thì ra thuê ngoài ở với tao Hai đứa mình ở chung Nào nhận được lương rồi mày trả cho tao cũng được Ở đâu chả phải ăn uống với trả tiền thuê trọ Chẳng qua hai đứa mình Nó nhiều hơn một chút thôi Nhưng kệ, tao ghét Nghe nó nói tôi cũng hứng lắm nên đáp Ừ cứ vậy đi Mai tao đi làm Sẽ hỏi phòng trọ dần Xem chỗ nào rẻ rẻ để mình thuê Ừ nói chuyện một lúc Rồi nó cũng chìm dần vào giấc ngủ Còn tôi thì vẫn chưa buồn ngủ lắm Cái hình ảnh của chị Mai Và người đàn ông kia trần chuồng quấn lấy nhau Làm cho tôi ám ảnh mãi đến giờ Eo ơi Sao mà ghê thế nhỉ Tự nhiên tôi cũng thấy hình ảnh tôn nghiêm của chị Mai trong tôi Không còn nữa lúc nãy đi vào phòng tôi chưa kịp nhìn kỹ người đàn ông kia nhưng nhìn thoáng qua tôi thấy mặt người đó có vẻ hung dữ lắm đã thế trên tay còn hình xăm nữa chứ nhìn người yêu của chị mai tôi lại nghĩ đến người con trai tên dương khi sáng tôi gặp sao nó khập khiễng quá vậy một bên thì nhìn đẹp trai lịch sự thư sinh thế kia còn một bên thì nhìn phát hãi chả trách gì cái mình nó ghét mình nhìn cũng chả thấy có tí thiện cảm nào và rồi tôi cứ nghĩ về dương cứ như vậy tôi mỉm cười chìm dần vào trong giấc ngủ thường thì buổi sáng chúng tôi không nấu ăn một là ăn mì hai là mua gì đó ăn rồi đi làm bữa đó tỉnh dậy tôi nấu nước pha gói mì ăn rồi đi nhận việc cũng may công ty đó cách phòng trọ tôi đang ở hơn một cây số vừa đến cổng công ty tôi đã thấy dương đứng đợi sẵn ở đó nhìn thấy tôi hắn giơ tay ra vẫy vẫy tôi tiến đến chỗ hắn đứng thật tình mới quen thôi mà sao hắn có vẻ tự nhiên như vậy, tôi thì ngại quá nên nghĩ bụng chào hắn một câu. "Dạ, em chào anh." Hắn tự nhiên vô tư đáp, "Thoải mái đi, công ty này dễ mà, đi theo anh." Nói rồi hắn bước đi trước. Tôi thở một hơi thật sâu rồi bước theo hắn. Hắn dẫn tôi đến gặp một người, chị này cũng phải khoảng ngoài 30 tuổi rồi. Hắn nói, "Chị Tâm." Nghe hắn gọi, chị tên Tâm kia ngoảnh lại, nhìn hắn rồi nói, Ừ, sao đấy em? Thấy chị ngoảnh lại, tôi cũng cúi đầu chào. Công ty mình đang tuyển người phải không? Chị cho bé này vào không cắt chỉ hộ em với nha. Người quen à? Dạ, ừ. Mà làm luôn hôm nay hả bé? Tôi đáp, dạ, chị cho em làm luôn nhá. Vậy đi theo chị. Vừa đi, chị Tâm vừa hỏi, em là gì của thằng Dương vậy? Tôi thật thà đáp, dạ, không, em mới quen anh kia thôi ạ. À. Tại hôm qua em đi nộp hồ sơ, nên bị đụng xe với anh ấy nên biết. Chị ấy ngạc nhiên Mới quen hôm qua thôi á Thằng này chắc bị chúng phải tiếng xét ái tình với mày rồi đấy Dạ là sao hả chị Thôi không có gì Sau này rồi sẽ hiểu Xong rồi chị Tâm dẫn tôi Đi xuống phòng nhân sự làm thẻ Rồi dẫn tôi đi nhận công việc Công ty to rộng lắm Toàn là máy móc không Tôi được giao nhiệm vụ đứng cắt chỉ Truyền của tôi cũng có 8 người Mọi người ở truyền tôi làm Cũng thân thiện và dễ gần lắm Tôi vừa về đến phòng trọ cái mình đã nói Này, này, ta tìm được phòng trọ rồi đấy Tôi nhìn thì thấy chị Mai chưa về nên nói Vậy à, ở đâu đấy, có xa chỗ này không mày Yên tâm, không xa lắm đâu Mà cũng thuận đường mày đi làm nữa đấy Sáng có con bạn làm cùng công ty Nó thấy tao hỏi dò dò nó chỉ đấy Ừ, vậy thì tốt quá Mà tháng nhiều tiền không mày Còn bạn tao vào cỡ 4-500 gì đó Nói chung tầm đó hai đứa mình sáng được Tôi nghĩ giờ được nhận làm rồi, có công việc nên cỡ đó cũng ok. Ừ, vậy chủ nhật này mình chuyển hay sao? Dáng ít hôm nữa chủ nhật rảnh rồi mình chuyển luôn. Ừ, thôi, tao và mày đi chợ đi. Ừ, mà sao chị Mai giờ chưa thấy về nhỉ? Ôi, kệ chị ấy, nãy thấy lão kia đứng đợi ở đầu cổng công ty, chắc đi đâu luôn rồi, không biết có về ăn cơm không nữa. Hai, vừa nói mình vừa thở dài, tôi biết nó không ưa lão người yêu của chị Mai, nên nhắc đến là nó lại thở dài, không thích, nên cười cười nói. Thôi đi, dẫn tao đi chợ đi mày, đi nhanh về còn nấu ăn nữa. Ừ, đi thôi. Và y lời nó nói, tôi và nó nấu ăn xong chờ mãi, vẫn chưa thấy chị Mai về. Nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 7 giờ tối rồi. Cái Minh giận dữ nói, thôi, ăn cơm đi mày. Nhưng chị Mai vẫn chưa về, chờ chút nữa xem sao mày. Thôi ăn đi, ai hơi đâu mà chờ người đi chơi, nào trải hộ tao cái chiếu vừa nói nó vừa dọn đồ ăn ra mâm ngày đầu làm có mệt không mày cũng được mày ạ à. người ta sắp xếp cho mày làm gì tao làm công đoạn cắt chỉ Ừ, cắt chỉ cũng được thôi cố gắng lên mà mới vào có đứa nào bắt nạt mày không tôi nghe nó nói vậy không hiểu gì nên đáp là sao tao không hiểu ý là mình mới vô làm nhiều đứa ỉ nó quen việc mình chưa biết nó nói ấy à tao thấy chỗ này không không biết sau này thế nào mới thôi từ từ cảm nhận cuộc đời công nhân mày ạ à. chỗ công ty tao ngày nào á mấy con mụ tổ trưởng nó cũng cứ lượn qua lượn lại rồi nó hét vào mặt mẹ nó cũng là dân làm thuê như nhau cả thôi vậy mà nó ỉ hơn mình chút nó vậy mày nói kiểu tức giận lắm vậy hả mày ghê nhỉ ừ sao không sáng nay nó đến chỗ truyền tao làm nè mà có bà kia làm chậm á nó chửi cho té tua chửi lây chửi lan qua cả truyền ừ thôi dáng lên mặc dù ngày đầu đi làm nhưng so với những công việc đồng áng ở nhà thì công việc tôi đang làm nó cũng không có gì quá là vất vả chỉ có điều lâu rồi chưa bao giờ ngồi lâu như hôm nay nên lưng tôi hơi đau một chút ăn uống dọn dẹp xong xuôi tôi lại leo lên gác để nghỉ ngơi cho khỏe ôi nằm thôi cả ngày ngồi mỏi lưng quá chị không phải nói gì nữa mai em dọn ra chỗ khác ở cho chị tha hồ thoải mái tôi đang ngủ mơ màng thì nghe có tiếng qua lại to tiếng ở dưới phòng. Tôi lắng tai nghe, mắt vẫn nhắm giả vờ ngủ. Kìa em, có gì từ từ nói? Tiếng người yêu chị Mai nói. Ông im đi, liên quan gì đến ông mà nói? Mày đừng có láo. Chị Mai nói, tôi cố gắng nhắm mắt để ngủ, mà khổ nỗi tiếng cãi vã vẫn lanh lành vọng vào bên tai. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, tôi giả vờ như không biết chuyện gì, vẫn pha gói mỉ đi ăn để đi làm, thì bỗng nhiên cái mình nói. Ê tơ, hôm nay tao sẽ không đi làm ở nhà để chuyển đồ qua phòng bên kia mày đi luôn chứ tôi giả vờ như không biết chuyện gì và nói sao lại hôm nay mày hôm qua mày bảo chủ nhật còn gì nó thật thà đáp lúc tối tao mới cãi nhau với bà mai nè lát tao nhờ đứa bạn xin nghỉ tao chuyển luôn Chợ ở đây nhìn lão kia tao trướng mắt quá tôi mới đi làm có một hôm mà xin nghỉ thì cũng không được tôi ẩm ừ một lúc rồi mới nói nhưng mà tao mới làm có một hôm sao xin nghỉ được Tao có kêu mày nghỉ đâu, tao hỏi mày hôm nay có đi cùng tao luôn không thôi, để tao biết thôi chứ. Nếu mày đi thì lát tao dọn đồ đi, mình tao chuyển được rồi, tao sẽ tự lo, còn mày cứ đi làm, chiều về tao dẫn qua. Ừm, tôi lại một mình lọ mọ bước đi giữa phố đông người, giờ này mọi người đều đi làm nên đường giá đông đúc tấp nập lắm, nhưng mà sao tôi thấy trong lòng mình trông chênh quá. Trước kia tôi luôn ước gì mình cũng có anh trai hay chị gái để mà được yêu thương, được chia sẻ nhưng giờ đây nơi mảnh đất xài thành phồn hoa đô thị này khi sống cùng với chị em của minh tôi lại nghĩ một mình chưa chắc đã là không tốt vừa đi tôi vừa nghĩ đến chuyện của chị mai và cái minh và rồi tôi lại nhớ tới bà xa bà cũng mấy hôm rồi nay hình bóng của bà hàng ngày tào tần ngoài vườn với những mớ rau để đem bán kiếm tiền nuôi tôi hình ảnh bà ngồi chắp vá những cái áo sờn vai của bà chỉ vì bà dành dụng tiền để mua cho tôi cái áo mới cho đỡ tuổi thân với bạn bè. Tôi nhớ ngoại, cuộc đời này nếu nói ai thương tôi nhất, chắc chỉ có ngoại. Nghĩ đến mẹ, lòng tôi lại chợt nhói lên như một vết thương lòng không bao giờ lưu mờ. Những ký ức bên mẹ chỉ toàn là một màu nước mắt, những buồn đau và cả những tủi hờn, nếu ngày đó mẹ cứng rắn hơn, chịu đứng ra bảo vệ tôi, hay mẹ tôi không nhu nhược, núp mình sau cái bóng của ông Tùng để cho ông Tùng ung dung hành hạ tôi. Thì có lẽ giờ đây, tôi vẫn đang còn là một cô bé nữ sinh, đang khoác trên mình cái tà áo trắng nhẹ nhàng đến trường, sau mỗi sáng mai thức dậy, thay vì trong mỗi giấc ngủ chập chờn, tôi lại phải gồng mình suy nghĩ xem mình nên cố gắng như thế nào để kiếm thật nhiều tiền. Không phải ai 16 tuổi cũng hồn nhiên yêu đời, cũng vui vẻ đối diện với đời. Sau mỗi nụ cười của tôi là những nỗi bất hạnh của một tuổi thơ đầy nước mắt. Tôi cố cười để hy vọng lấp liếm đi những buồn đau trong lòng. Tôi không cha, mẹ lấy chồng khác. Tôi bị hát hủi ghẻ lạnh, đối diện với đời bằng sự chai lì của cảm xúc. 16 tuổi, tôi xa quê, đi làm cùng bạn, không anh em, không người thân. Nghĩ lại, tự nhiên nước mắt cứ rơi. Này em, tơ, sao đấy? Tiếng ai đó gọi, làm cho tôi giật mình khựng người lại. Là Dương, anh ta đang đứng trước cổng công ty, mải suy nghĩ mà tôi đến công ty lúc nào cũng không hay tôi đưa vội cái tay lên lau nhanh giọt nước mắt trên khóe mi của mình cố gắng nở ra một nụ cười và nói dạ em không sao ạ à? sao anh lại ở đây nhưng mà dương có vẻ tinh ý nên nói hình như em khóc à có chuyện gì vậy dạ không ạ à. tại đi đường bụi quá thôi anh à vậy mà anh tưởng có ai bắt nạt em mà hôm qua em làm đó có mệt không dạ cũng bình thường thôi anh cứ như vậy, tôi và Dương cùng nhau song song bước vào trong công ty. Tất cả cứ tưởng nó chỉ dừng ở mức độ hỏi thăm và chào hỏi nhau. Nhưng không, những câu hỏi thăm có vẻ lo lắng ấy lại khiến cho tôi, một cô bé 16 tuổi, lần đầu xa quê ra xã hội, lại nào núng bồn chồn trong người khi nghĩ đến anh, người con trai tên Dương ấy. Ngày đầu khi cùng Dương bước vào công ty, thì có lẽ người ta sẽ nghĩ đó là vô tình, nhưng mà hôm nay thì đã có người nhìn tôi và anh với ánh mắt khác. Cái ánh mắt có vẻ khó hiểu. Một con bé mới bước vào cánh cửa công ty ngày hôm qua, hôm nay lại cùng anh một lần nữa bước vào. Này, cái con này, hôm qua tao thấy nó đi cùng với anh Dương, hôm nay cũng vậy kìa. Một người đi sau lưng tôi nói nhỏ, người còn lại thì đáp. Ừ, hay là anh em? Đâu, tao thấy không giống anh em gì hết á mày. Mà thôi kệ đi, chuyện của người ta mới làm nên tôi cũng còn lơ ngơ lắm không được nhanh cho lắm nhiều khi thấy có người nhìn hay đi qua về lại cứ lúng túng cuống hết cả lên này để ý mà làm nhanh cái tay lên em chị tổ trưởng nói tôi giật mình run sợ đáp dạ cảm giác vừa run vừa sợ tôi cứ cố gắng cặm cụi mà không dám ngước mặt lên nhìn cho đến khi chị tổ trưởng rời đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm chiều hôm đó sau khi tan làm Tôi trở về phòng trọ của chị Mai thì đã thấy chị Mai về từ khi nào, cái mình cũng đang ở đó. Nhìn chị, ánh mắt và thái độ của chị Mai có chút gì đó không vui nên tôi cũng có phần e dè. Tôi cũng không biết giờ mình nói với chị Mai như thế nào để đi, dù gì thì ít nhiều cũng phải có cái lời nói. Nhìn chị Mai tôi nói, "Chị, hôm nay chị về sớm thế ạ?" Tôi chỉ biết chào và nói như vậy để bắt đầu câu chuyện, chứ biết nói gì hơn. Ừm. Chị hôm nay làm có một buổi Còn xin nghỉ một buổi Dạ Tôi vừa dạ bước vào bên trong Nhìn xung quanh thì đồ đạc của cái minh Và vali đồ của tôi cũng trống trơn hết Tôi biết mình đã dọn đồ đi Và có lẽ vì thế Mà chị Mai xin nghỉ làm buổi chiều Mình thấy tôi có vẻ e dè thì nói Giờ em và cái tơ Qua bên đó ở luôn Chị không phải hỏi gì nó đâu Nó là bạn em nên em rủ đi cùng cho vui thôi Tôi cứ nghĩ chị Mai sẽ cản hay nói gì đó làm khó hai đứa chúng tôi nhưng không chị mai bình tĩnh nhìn tôi nói nếu hai đứa thích ra ngoài ở thì chị cũng không cản bởi vì dù sao em cũng đã đi thuê phòng và dọn đồ qua bên đó rồi thôi thì cứ đi như vậy đi tôi cảm thấy trong câu nói của chị mai có chút gì đó nghèn nghẹt có lẽ chị ấy cũng buồn khi tôi và minh cả hai quyết định rời đi thế là hôm đó chúng tôi chính thức chuyển qua phòng trọ khác để ở phòng trọ mới cũng không xa phòng chị mai làm mấy hơn nữa, lợi một cái là phòng trọ mới này nó gần với chỗ làm của tôi hơn nên cũng tiện cho việc đi lại. Bước vào trong căn phòng trọ mới cũng từng đó mét vuông mà sao trong lòng tôi lại nao nao đến lạ. Có lẽ đã là con người thì ai cũng có những xúc cảm riêng của mình. Lúc sách đồ rời đi khỏi phòng của chị Mai, tôi thoáng thấy ánh mắt của chị có chút gì đó buồn buồn và có cả sự cô đơn trong đó. Tôi nghĩ có lẽ hai đứa tôi đi như vậy, chị cũng buồn nhưng biết sao được Chị đã có người yêu Hơn nữa người yêu chị lại không hợp với cái minh Thì dễ va chạm nữa Này tơ Sáng giờ tao dọn đồ và mua sắm nồi niêu Và những đồ dùng cần thiết Cũng đơn giản thôi Hai đứa mình không cần cầu kỳ gì nhiều đâu Để lát tao ghi ra sổ Rồi tao đưa cho mày xem nhé Tiếng Minh nói Làm tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn Ừ mày cứ ghi ra đó Có gì tới hôm nhận được lương Tao trả nha tao nói vậy mày thích xem thì xem thôi còn tiền thì khi nào gửi tao sau cũng được tao dù sao cũng làm trước mày nên ít nhiều cũng đang có hai chúng tôi dọn dẹp sắp xếp lại phòng một chút rồi cùng nhau nấu ăn lúc ăn cơm tôi buồn buồn đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn nó mình này hai đứa mình tự nhiên bỏ ra ngoài sống vậy không biết chị mai có buồn không nhỉ nhưng trái ngược với những suy tư của tôi nó đáp nhẹ tanh như không có gì có gì đâu mà buồn mình đi chị ấy càng thoải mái chứ sao Mày khỏi lo, ăn cơm đi Tôi định nói với nó rằng Lúc sách đồ đi Tôi thấy chị ấy nhìn theo chúng tôi buồn buồn Kiểu không nỡ Nhưng nghe nó nói vậy Tôi cũng thôi không nói ra mà chỉ hỏi Mà sao mày lại ghét ông người yêu của chị Mai thế Không có gì Tự nhiên ta thấy ghét là ghét vậy thôi Nhìn thấy xăm trổ kiểu đều đều Loại đó về quê gặp mẹ tao á Mẹ tao tống ra khỏi nhà Nhìn không thôi là thấy ngứa mắt lắm rồi lúc nào đến phòng trọ cũng bảo chị tao mua cái này cái kia mẹ nó chứ nó làm như nó là bố nhà tao không bằng không hiểu sao chị tao lại đi mê cái loại đó mới tài đã thế lại còn yêu một cách mù quáng nói gì cũng nghe như bị bỏ bùa ấy thật không ngờ mình lại có thành kiến với người yêu của chị mai như vậy hèn gì bữa đó tôi và nó thấy cảnh chị mai và người yêu đang âu yếm nhau nó lại lầm lầm giận dữ như vậy tôi thì mới gặp có vài lần nên cũng không biết được bản chất của người yêu chị Mai ra sao, có đáng ghét như mình nói không. Nhưng nói thật, thấy người xăm trổ hổ báo là tôi cũng không có thiện cảm mấy rồi. Ê tơ, chị Linh cùng chuyển gọi tôi. Dạ, tao hỏi thật mày nhá, mày với thằng Dương ấy, đang yêu nhau à? Tôi lắc đầu lia lịa nhưng mà mặt thì đã đỏ tía tai rồi đáp. Ôi dạ, không, không phải đâu chị ơi, em mới vào đây làm, yêu đương gì, em còn nhỏ mà. Chị hỏi vậy thôi, vì tao thấy mày hay đi với nó Mày cẩn thận đấy Ở chuyến kia kìa Có đứa thích thằng kia lắm đấy nhá Mà con này nó ghê gớm lắm đấy Vừa nói chị ấy vừa đưa ánh mắt Chỉ về phía chuyển đối diện với chuyện của tôi làm Em và anh kia có gì đâu ạ à? Mặc dù nói như vậy Nhưng không hiểu sao Khi nghe chị Linh nói có người thích Dương Trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác rất khó chịu Mà lúc đó tôi cũng chưa định hình được Đó là loại cảm xúc gì Chiều hôm đó sau khi tan làm Tôi đi thật nhanh để về nhà, vì không hiểu sao tôi lại không thích sợ động mặt của Dương, không phải vì tôi sợ cái chuyện có người để ý Dương mà người đó lại rất ghê gớm, tôi không sợ vấn đề đó mà không hiểu sao tôi cũng không thích gặp. Nhưng cuộc đời đúng là cái gì không thích lại cứ tìm đến, là cứ làm sao, bình thường không nghĩ đến thì tôi không gặp, hôm nay nghĩ đến không muốn gặp thì lại gặp. Tôi đang đi thật nhanh thì có tiếng phanh xe ở phía sau lưng ngoảnh lại thì không ai khác ngoài Dương. Sẵn không thích, tôi nói to. Anh làm gì mà phanh gấp thế hả? Dương ngạc nhiên trước thái độ của tôi nên nói. Ơ, ừ, hôm nay em làm sao vậy? Anh phanh vậy thôi mà cũng quát là sao? Nào, lên xe, anh trở về. Không suy nghĩ gì tôi nói luôn. Tôi không thích ngồi xe anh, anh để đó mà chở người thương anh kìa. Vừa nói tôi vừa đi thật nhanh. Tình yêu nào nhuộm đầy những ánh hồng mong manh trước gió bão, những thử thách, những hờn ghen liệu có khiến cho đôi ta siết lại gần bên nhau anh sẽ là gì hay chỉ là những nỗi đau bước xuyên nhẹ qua trái tim em làm nó dỉ móng Dương thấy tôi nói như vậy thì tự nhiên lại nở một nụ cười nhẹ đưa ánh mắt nhìn tôi rồi nói này em sao vậy anh đã có người thương đâu nhưng mà thật ra anh cũng đã thương một người rồi đấy chỉ có điều không biết cô bé đó có thương anh không thôi nghe Dương nói như vậy mặc dù tôi không biết anh nói về ai nhưng trong lồng ngực tôi lúc này tự nhiên lại đập lên thình thịch tôi nguyết giải anh một cái và nói thì anh thương ai đó là việc của anh mắc mớ gì mà anh phải đứng đây nói với tôi tránh ra đừng có theo tôi nữa mặc mệt nói rồi tôi bước đi thật nhanh nhưng dương cũng nhanh không kém anh vẫn lì lợm dắt xe nhanh hơn chặn đầu trước mặt tôi và nói tớ nếu anh nói cô bé anh thương đó là em thì em có tin không tôi đứng lại chân chân trước câu nói khẳng định đó vừa rồi của dương tim đập mỗi lúc một nhanh hơn là sao hắn thích mình sao cảm giác của tôi bây giờ tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa tôi cũng hay nghĩ về hắn nhưng cái cảm giác đó liệu có phải là yêu hay không nhỉ mà sao tim tôi lại đập nhanh vậy kìa tôi sao thế này nhỉ tơ tơ em có thương anh không thật ra anh thương em từ lần đầu tiên gặp em cái ánh mắt đượm buồn của em làm cho anh không thể nào dứt ra được. Em, em... Vừa nói vừa nghĩ đến chuyện lúc sáng chị Linh nói với tôi nên tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và đáp. Nhưng chẳng phải trong công ty có chị kia cũng thích anh mà. Anh không có, nó thích anh đâu có nghĩa là anh cũng thích nó đâu. Tớ, mình quen nhau nhé. Câu nói đơn giản nhẹ nhàng đó lại khiến cho tôi sao xuyến đến như vậy. Tôi khẽ gật đầu. Chiều hôm đó, tôi ngồi sau cái xe đạp của anh lần đầu tiên ngồi trên xe của người được gọi là người yêu cùng anh đi dạo một hồi những ngõ nhỏ của sài gòn phố chiều tấp nập và đông vui nhưng mà tự nhiên sài gòn hôm nay thấy bình yên quá mặc cho ngoài kia vẫn ồn ào và vội vã anh tại sao anh lại chọn em mà không phải là ai khác tôi tò mò hỏi anh cũng không biết nữa chỉ biết là mỗi ngày đều mong được gặp em muốn nói chuyện với em thôi lần đầu tiên gặp em anh đã thích em bởi cái ánh mắt buồn buồn của em rồi thế đó tình yêu nào có mấy ai định nghĩa được nó yêu là như thế nào hay như thế nào thì mới gọi là yêu ngày đó có người đã say tôi bởi cái ánh mắt đượm buồn ngay từ lần đầu gặp như thế đó chúng tôi cứ như vậy âm thầm yêu nhau sau những buổi tan làm ảnh đều chở tôi lượn một vòng rồi mới về em ơi tối đi chơi công viên nhé tôi ngập ngừng đáp nhưng mà còn cái Minh nữa Thì kệ nó Tối 7 rưỡi anh đứng trước ngã ba chờ em nhé Dạ Mặc dù tôi và anh quen nhau cũng được gần một tháng rồi Nhưng mà tính tôi vốn trầm tính Nên vẫn giữ kín chưa muốn nói cho cái Minh biết Tối hôm đó Tôi cũng chọn một bộ đồ gọi là vừa mắt một chút Thật ra là vừa mắt với tôi thôi Chứ tôi cũng nào có đồ đẹp lắm đâu Cái Minh thấy tôi mặc đồ dài chải tóc tai gọn gàng buổi tối thì nó nói Này, mày hôm nay sao đấy? định đi đâu à à tao ra đây gọi điện về cho bà tao một chút với mua cái này tí rồi tao về liền tôi nói dối vậy có cần tao đi cùng không vì chỗ chúng tôi hay gọi điện thoại cũng gần nên tôi nói luôn thôi cũng gần mà mày ở nhà đi tao đi tí tao về ngay ấy mà ừ vậy mày đi đi tôi bước thật nhanh chân ra ngoài như sợ nó sẽ phát hiện ra đi đến đầu ngõ đã thấy anh đứng đó từ bao giờ anh chờ em lâu chưa anh mới tới mà này cái này tặng em đấy vừa nói dương vừa đưa cho tôi một hộp quà có nơ màu hồng thắt ở trên rất đẹp tôi nhìn anh nói gì đây anh sao anh lại tặng quà cho em nói rồi tôi định mở ra xem thì dương đáp để tí nữa ra tới cổng công viên thì mở anh chở tôi đi ngồi trên xe mà tôi hồi hộp lắm tò mò nữa không biết anh tặng gì cho tôi ngoại trừ cái áo khoác lần đầu gặp mặt mà bố tôi tặng cho tôi đến giờ tôi vẫn giữ làm kỷ niệm thì đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận quà nên tôi bồi hồi lắm vào đến công viên chúng tôi chọn một góc khuất để ngồi nhằm tránh sự chú ý của mọi người ngồi xuống ghế đá dương nói em mở ra đi xem có thích không tôi nâng nêu mở nhẹ nhàng món quà của anh tặng khi hộp quà được mở ra đập vào mắt tôi là một cái điện thoại gấp samsung tôi nhìn anh rồi nói anh anh mua điện thoại cho em à đắt lắm đấy anh nhìn tôi cười hiền rồi đáp em giữ đi có gì khi nào về phòng trọ nhớ còn nhắn tin cho anh đấy thật lòng mà nói tôi cũng không nghĩ là anh lại tặng điện thoại cho tôi tôi thích lắm chứ nay lại có điện thoại thỉnh thoảng còn gọi về cho cậu để gặp bà nữa bất chợt anh ôm tôi dựa đầu vào vai anh cái ôm đầu tiên làm cho tôi có chút gì đó run run nhưng mà tôi cũng không nói gì không từ chối cứ như thế dựa đầu vào người anh ngồi một lúc thì anh nói em mình đi bắt ếch đi bắt ếch làm gì có mưa đâu anh nhưng anh nắm tay tôi lôi đi thì cứ đi theo anh anh dẫn tôi đi xuống cuối vườn công viên chúng tôi dừng lại tại một hòn đá to anh đưa tay lên miệng xịt ra hiệu bảo tôi im lặng và cúi xuống chúng tôi cúi xuống núp sau tảng đá làm gì có ếch đâu mà bắt hả anh kìa em không thấy hả à? vừa nói dương vừa hất nhẹ người tôi và đưa ánh mắt nhìn về phía trước tôi nhìn theo ánh mắt anh thì eo ôi đập thẳng vào mắt tôi là một đôi đang đứng hôn nhau người đàn ông kia còn thò tay vào trong ngực của người con gái ấy nữa bây giờ tôi mới hiểu ý anh nói bắt ếch là như thế này đây tôi ngại nhìn anh nói anh sẽ không như vậy chứ ừm anh sẽ không như vậy đâu anh hứa trừ khi em cho ngồi nói chuyện một lúc Nhìn điện thoại cũng đã 9 giờ rồi Nên tôi mới nói với anh Anh ơi, thôi mình về đi Ngồi với anh thêm chút nữa Hãy còn sớm mà em Không được, nãy em bảo với cái Minh Là em đi gọi điện thoại cho bà em Mà đi nãy giờ cũng lâu đại đi rồi đấy Thôi, về đi anh Ừ Dương chở tôi về đến ngã ba Tôi bảo anh dừng lại Và tự mình đi bộ vào Vào đến phòng vẫn thấy đèn điện sáng trưng Mình thấy tôi về thì nói sao mà đi lâu thế mày làm tao lo quá đang tưởng mày lạc góc nào định đi tìm mày về đây này tôi thấy nó có vẻ lo lắng cho tôi quá hơn nữa ở đây cũng chỉ có tôi và nó dựa dẫm vào nhau nên tôi cũng không đành lòng giấu nó nữa nhìn nó mỉm cười tôi nói thật ra thật ra khi nãy tao tao đi chơi với người yêu mày ạ à. nó mắt tròn mắt dẹt như không tin nổi vào tai mình miệng há hốc nói cái gì mày đi chơi với người yêu về ấy hả Sao mày ngạc nhiên dữ vậy Bộ tao không được có người yêu à Không không Ý tao không phải vậy Mà tại lâu nay có nghe mày nói gì đâu Đùng một cái Mày thông báo có người yêu Tao hơi bị bất ngờ đó nha Nào kể tao nghe Mày và lão ấy quen nhau như thế nào Yêu nhau lâu chưa Mà nữa sao lại giấu tao hả à mày Nó hỏi luôn một chàng Làm cho tôi không kịp trả lời Tối hôm đó hai chúng tôi lại được đà tỉ tê tâm sự Chà này có điện thoại rồi nhá cho tao xài ké với nha, ừ tôi cười đáp cuộc sống của tôi những ngày sau đó cứ bình lặng đi làm và sống với tình yêu của tôi tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ yên phận lo làm tốt công việc và không gây gổ gì với ai thì sẽ không sao nhưng không khoảng thời gian sau đó dương đòi sáng đến phòng trọ chở tôi đi làm và chiều chở tôi về điều đó đồng nghĩa với việc anh công bố cho mọi người trong công ty biết là chúng tôi đang quen nhau, cũng kể từ đó tình yêu của chúng tôi đã không còn bình yên nữa. Buổi trưa tại căng tin công ty, anh Dương, anh Dương ơi, tiếng chị Phượng, người mà tôi nghe chị Linh nói là thích Dương, đang vừa đi vừa gọi Dương. Dương nhẹ nhàng trả lời, ừ, gọi anh có gì không? Chị Phượng bê khay cơm của mình tiến đến chỗ bàn tôi và anh đang ngồi, nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống bàn và ngồi xuống nói, anh Dương tối nay anh rảnh không? Mình đi cà phê nhé. Tôi biết chị ấy rõ ràng là đang muốn công kích tôi. Rõ ràng cả cái công ty này, ai cũng biết chúng tôi đang quen nhau. Vậy mà nay chị ta lại mặt dày, rủ dê người yêu của tôi đi cà phê cơ đấy. Tôi nghe mà sôi máu trong người lắm, nhưng mà tôi cũng không nói gì, chỉ đưa ánh mắt liếc nhẹ qua anh, xem phản ứng và câu trả lời của anh như thế nào. Đúng là anh, quả nhiên không làm tôi thất vọng. Anh nhìn tôi rồi nhìn qua chị Phượng mà đáp. Anh xin lỗi, tối nay anh bận đi chơi với tơ rồi, em rủ người khác nhé. Cứ tưởng nói vậy, rồi chị ta sẽ thôi, không còn có thể nói được gì nữa, mà phải đi chỗ khác ăn chứ. Ai ngờ, chị ta vẫn lì lợm dai như đỉa, ngồi xuống đó ăn. Không những thế, còn nhanh chân chiếm chỗ ngồi gần dương. Vừa lấy đũa ra để ăn, chị ta vừa gắp miếng thịt sườn bên khay phần cơm của chị ta qua cho Dương và nói Anh Dương, ăn hộ em nhé, dịp này em đang ăn kiêng nên không ăn thịt vừa nói phượng vừa cười đồng thời lại đưa ánh mắt đẩy đưa tà lưa hết nhìn qua dương rồi lại đá qua tôi dương thì mắt tròn mắt dẹt hết nhìn tôi rồi lại nhìn miếng thịt nhìn thấy vậy tôi muốn cười mà cũng không cười được phải rồi trong tình huống bất khả kháng này thì biết nói gì được nhỉ tôi mỉm cười nhìn anh và chị phượng rồi nói chị ấy đang ăn kiêng thì anh ăn hộ chị ấy đi chỉ là miếng sườn thôi mà dương đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mặt phượng và nói lần sau em đừng làm như vậy nữa anh không thích ăn thịt đặc biệt là sườn thôi tơ em ăn giúp anh nhé vừa nói anh vừa gắp miếng thịt bỏ lại qua bát của tôi tôi nghe anh nói mà phì cười nhưng không dám cười chỉ đưa ánh mắt khẽ nhìn anh đúng là nói dối không chớp mắt anh không thích ăn sườn món anh thích nhất chả phải là sườn non xào chua ngọt còn gì chả thế mà lúc nào tôi dẫn đi anh cũng đều gọi món đó thôi chỉ chỉ là miếng thịt thôi mà không ai ăn thì tôi ăn có sao đâu chiều hôm đó ta làm ngồi sau xe anh tôi hỏi dò anh sao chị Phượng mời anh đi uống cà phê mà anh không đi anh không thích đi với Phượng anh đi với người yêu anh thôi đúng là cái miệng dẻo quá mà rồi sao hay lại thích anh đi với Phượng phải không tôi biết mình bị đuối lý nên đáp anh dám anh mỉm cười nói thôi bỏ qua chuyện đó đi vừa nói anh vừa đưa một tay ra phía sau nắm lấy tay tôi tôi đáp nhưng mà chị ấy cũng thích anh mà anh phũ quá cơ rõ ràng thích ăn sườn mà sao không ăn người ta hữu ý thế cơ mà thôi nào kệ người ta đâu phải tại anh ừ um, thì tôi biết đâu phải tại anh mà sao vẫn thấy bứt rứt trong lòng vậy không biết nữa nhận tháng lương thứ hai tôi mới được ra được một ít do tháng lương đầu tiên tôi phải trả tiền phòng tiền đồ nên không có dư mặc dù ở với mẹ không được nhưng đi rồi nhiều lúc cũng nhớ mẹ nhiều lắm tối nay dương bận tăng ca nên tôi không đi chơi tôi ở nhà mình thì chị mai gọi qua bên kia không biết có việc gì không ở nhà một mình buồn quá tôi lấy số điện thoại ra bấm rồi gọi về cho cậu để gặp bà sau một hồi chuông thật lâu tôi mới thấy cậu bắt máy alo cậu à ừ cậu đây sao hôm nay lại gọi gió này dạ cái mình đi qua phòng bên chị mai chơi mình cháu ở nhà buồn nên gọi về thôi ạ à. bà đâu cậu cho cháu gặp bà một chút ừ chờ cậu chút nhé mẹ mẹ ơi cái tơ nó gọi về gặp mẹ này tiếng cậu gọi bà vọng vào trong điện thoại bà đây tơ đấy hả khỏe không con dạ cháu khỏe bà khỏe không ạ ừ bà khỏe làm mệt lắm không con Dạ, không mệt đâu bà đừng lo Ừ, cố gắng lên con Hôm nay cháu nhận lương Để mai cháu ra biêu điện Gửi về cho bà một ít để mua trầu cao nhá Còn cứ giữ lấy Không phải cho bà đâu Để dành rồi còn phòng thân nữa Bà ít nhiều ở nhà cũng còn có chút tiền lương Nên cháu cứ giữ lấy Dạ, mỗi lần nói chuyện với bà xong Không hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi Mặc dù đâu có ai đánh đập gì tôi đâu Tự nhiên cứ như vậy Tôi nhớ bà quá bà luôn vậy luôn nghĩ cho tôi gạt đi những giọt nước mắt tôi bấm số điện thoại gọi về cho mẹ cũng lâu lắm rồi đây là lần đầu tiên tôi gọi về cho mẹ mặc dù buồn mẹ nhưng nói thật cũng chỉ có mẹ và bà cậu mợ là người thân chứ anh em bên bố thì tôi nào có biết ai alo ai đấy giọng ông tùng nghe thấy giọng ông ta tôi đã định tắt máy ông tùng thấy tôi không nói gì thì hỏi tiếp alo ai đấy Sao gọi không nói gì Tôi định nói thì nghe thấy tiếng mẹ hỏi vọng vào Ai gọi đó anh Không biết Mẹ nó gọi mà không nói gì Ông Tùng chửi thề Tôi nghe thấy giọng mẹ định lên tiếng Nhưng nghe ông Tùng nói vậy nên thôi Tôi cúp ngang cuộc điện thoại Điện thoại báo có tin nhắn Không cần nhìn tôi cũng biết là ai Mỉm cười mở điện thoại ra xem Em ngủ chưa Ngủ sớm đi cho khỏe nhé Yêu em Anh về chưa? anh cũng sắp về rồi thôi ngủ đi em anh làm chút nữa anh về mặc dù mắt vẫn ươn ướt nước nhưng mà nhìn cái điện thoại mà tôi cứ mỉm cười trong lòng phải chăng tình yêu đơn giản chỉ có vậy được yêu thương được quan tâm thì bao muộn phiền tự nhiên cũng theo gió về với trời này gì mà cười một mình như con dở thế hả cái mình hỏi tôi ủa mày về khi nào mà sao tao không biết thì mày còn bận cười nên đâu có biết à mà chị mai gọi mày qua bên đó làm gì đấy thì hôm nay nhận lương bà hỏi xem tao có gửi về cho bố mẹ tao không để mai nghỉ chị ấy đi gửi luôn ấy mà ừ vậy mày gửi nhiều không chắc gửi còn chừa lại một ít để dành tiền ăn chứ ở đây ở trọ để tiền cũng không yên tâm đâu mày ạ à. thế tháng này có dư mày có gửi về cho mẹ mày không nói xong câu đó có lẽ nó biết mình hơi lỡ lời nên thôi không nói nữa tôi thì suy nghĩ một lúc rồi nói Tao cũng không biết sao Nãy gọi ông Tùng nghe tao cúp máy rồi Ừ thôi Hay mày gửi về cho bà mày nhờ giữ hộ cho Tao và chị tao gửi về cho mẹ tao giữ Nhưng mẹ tao cũng mua vàng Rồi để dành đó cho chị em tao Mẹ tao nói để dành cho chị em tao Sau này có vốn còn đi lấy chồng Ừ Nghe nó nói mà tôi thấy chạnh lòng Cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực ấy Nó may mắn hơn tôi Được mẹ nó yêu thương lo lắng thích thật đấy Ê Mai mày có đi chơi với người yêu không Tao cũng không biết nữa Mà sao mày hỏi vậy Thì tao thấy mấy cặp đôi yêu nhau Hay tranh thủ bên nhau ngày chủ nhật mà À ừ Hay mai mày dẫn người yêu mày về Tao xem mặt với Tao chưa biết mặt Ừ để mai tao gọi cho anh ấy xem sao Ngày hôm sau chủ nhật Nên chúng tôi được nghỉ Tôi nhắn tin cho anh Anh ơi cái minh bạn em bảo Kêu anh đến phòng chơi cho nó xem mặt Lát anh đến em nấu cơm anh ăn luôn nha Hôm nay chúng tôi được ngủ nướng ngủ bù cho cả tuần dậy sớm thấp thỏm để đi làm. Cho nên nhắn tin cho Dương xong, tôi lại bỏ điện thoại xuống và vùi mình vào trong chăn ngủ tiếp. Cuộc sống công nhân là như vậy, chỉ trông đến ngày Chủ nhật để được nghỉ đôi tí thôi. Đang mờ ngủ, thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Vừa ngáp ngáp, vừa đưa tay với lấy cái điện thoại, tôi bắt máy, giọng vẫn còn ngái ngủ. Alo, em chưa dậy à? Dậy mở cửa cho anh nào? Tôi ngạc nhiên nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 9 giờ, anh đang ở đâu đấy? Thì đang ở trước cửa phòng trọ của em chứ ở đâu? Dạ, dạ để em xuống. Tắt máy tôi quay qua lay lay người cái Minh rồi nói. Minh, Minh ơi, dậy đi, dậy nào. Cái gì đấy? Hôm nay chủ nhật mà, để tao ngủ. Dậy đi, anh Dương đến rồi. Nó nghe tôi kể về anh, nên mặc dù chưa gặp mặt, nhưng tên thì nghe là biết ngay tôi đang nói đến ai rồi. Lần này thì nó ngồi dậy nói. Cái gì? Mày nói người yêu mày tới rồi hả? Ừ, ở đâu? Đang đợi ở dưới. Thôi, dậy đi. Bảo tao kêu qua cho xem mặt thì dậy mà xem. Tao xuống mở cửa cho lão đây. Tôi mặc bộ đồ hoa ở nhà đi xuống mở cửa cho anh. Cánh cửa mở ra, đứng trước tôi là Dương, trên tay sách theo một đùm hoa quả. Thấy tôi anh mỉm cười thật tươi rồi nói, Này, mua cho em đấy, ngủ nướng ghê quá đi. Tóc tai chưa kịp chảy, răng cũng chưa kịp đánh vì sợ anh đợi lâu. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng chữa ngượng đáp. Anh vô đi, ngồi đó chờ em đi đánh răng một chút nha." Mình đi cầu thang xuống, thấy Dương đang ngồi đó nên nó cũng ngại ngại nói, "Anh Dương mới tới à? Hôm nay chủ nhật nên bọn em ngủ quên." Vừa nói nó vừa cười kiểu ngại ngại, "Chào em, anh có mua chút hoa quả, lát hai em gọt ăn nhé." "Ôi, anh mua lắm thế ạ? À? Anh cứ khách sáo thế, thôi anh ngồi chơi nha." Nói xong, nó bước nhanh chân vào trong phòng vệ sinh nói nhỏ với tôi, "Đẹp trai phết." Duyệt được nha mày Tôi không nói gì chỉ mỉm cười Một tuần sau Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của tôi Tôi không có làm gì hết Cũng không nói gì cho ai biết hết Hôm đó vẫn như thường ngày Sau khi ta làm về Anh vẫn chở tôi sau cái xe đạp của anh Anh ơi mình đi ăn chè đi Sao hôm nay lại có hứng ăn chè thế Dường vừa hỏi vừa cười Thì em thích anh có đi không Tôi nói dỗi Rồi thì đi anh chở tôi đến một quán chè ven đường Công nhận mà Nên chúng tôi toàn ăn chè ven đường thôi Nhưng mà độ ngon thì không thua kém gì Ở các quán lớn Em thích ăn chè gì thì gọi đi Tôi gọi bát bán hàng cho hai ly chè thập cẩm Ăn xong anh nói Giờ em còn muốn ăn gì nữa không Thôi giờ em chỉ muốn anh chở em đi dạo thôi Anh chở tôi đi lang thang khắp nơi Rồi chiều muộn anh nói Hôm nay để anh chở em đi ăn nhé Hôm nay Tôi cũng muốn cho mình được thoải mái một bữa. 17 năm rồi, hôm nay là ngày sinh nhật mà tôi thấy thoải mái và vui nhất. Sinh nhật bên cạnh người mà tôi yêu, mặc dù cho anh không hề hay biết, hôm nay là sinh nhật của tôi. Vì tính tôi vậy rồi, không thích nói ra nên im lặng bên anh để tận hưởng niềm vui. Tôi nhìn anh, thấy trên khuôn mặt của anh hôm nay có vẻ rất vui, rất khác. Dạ, sao cũng được ạ. Thế là anh lại đưa tôi đến một quán ăn ven đường. Chúng tôi gọi hai tô phở bò ra ăn. Lúc này ngoài trời cũng đã tối rồi. Ăn xong, hai chúng tôi cùng nhau đi dạo công viên. Em, em nhắm mắt lại đi. Để làm gì à? Thì em cứ nhắm mắt lại, nghe anh. Tôi thấy anh nói vậy, liền nhắm mắt lại luôn. Nào, rồi, mở ra. Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra. Trước mắt tôi là một sợi dây chuyền đang đung đưa. Chúc mừng sinh nhật em, Tôi ngạc nhiên nói không nên lời. Sao, sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em? Thì anh là người yêu của em mà, muốn biết có gì khó đâu. Vừa nói, anh vừa đeo sợi dây chuyền vào cổ tôi. Sao anh biết được? Em đâu nói cũng có ai biết sinh nhật em đâu nhỉ? Thế em quên là anh đưa hồ sơ của em đi nộp xin việc à? Nhưng lúc đó, lúc đó, anh nói đến đây tôi mới biết, thì ra lão đã để ý đến ngày sinh nhật của tôi từ hôm đó. Tôi mỉm cười rồi nói, vừa gặp em đã yêu em rồi à anh ôm tôi tựa đầu vào vai anh mà đáp ừ thì anh có chối đâu nào thế lúc gặp anh em đã thích anh chưa chắc thích rồi đúng không rồi câu hỏi này của lão mới làm cho tôi khó trả lời này không lẽ bảo ư ừ, em cũng thích anh từ lần đầu như thế há chả phải mình dại trai quá à vừa gặp đã thích nghĩ vậy tôi cười xòa làm gì có sau em thấy anh yêu em nên em mới yêu lại đấy chứ ờ ừ, yêu lúc nào miễn yêu anh thật lòng là được ai yêu trước yêu sau đâu có quan trọng em nhỉ nói rồi anh hôn cái chụt lên má tôi trời ơi lúc đó tim tôi nó đập loạn hết cả lên may là buổi tối chứ nếu không ban ngày thì mọi người đã thấy má tôi đỏ ửng lên quá tôi ngại quá lần đầu tiên tôi bị người ta hôn ấy cảm giác gì mà sao khó diễn tả lắm nha tôi cúi mặt xuống đất vì ngại thì anh lại đưa bàn tay nâng nhẹ mặt tôi lên khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bờ môi của anh dí sát vào môi của tôi hôn nhẹ nhàng đây là nụ hôn đầu tiên của tôi nhưng không hiểu sao tôi cũng không phản ứng gì mặc cho anh cứ thế ôm và hôn như vậy tim tôi lúc này cũng như đang bị nín thở năm giây anh hôn thật sâu nhẹ nhàng đưa cái môi và lưỡi xoắn nhẹ vào lưỡi của tôi một lúc sau anh nói đây là quà sinh nhật của anh tặng em đấy em không được quên đâu nhé nói rồi anh ôm tôi chặt hơn chúng tôi bên nhau cùng ngắm những ánh sao trời chợt có một ngôi sao băng vụt qua tôi vội hét lên a à, sao băng sao băng rồi nhắm mắt lại cầu nguyện dương mỉm cười trước sự hồn nhiên của người yêu rồi cả hai nắm tay nhau đi về cứ ngỡ rằng là mơ nhưng đời đâu phải mộng tình hóa mộng tan theo gió cuốn bay xa để cho lòng ai thêm xót xa đau Hai ngày sau, tại nơi công ty tôi làm việc, khi ăn cơm trưa và nghỉ ngơi xong, cũng như thường ngày, tôi và mọi người vào để làm, thì không hiểu sao số quần áo chỗ tôi cắt chỉ lại bị vẩy mực lên bẩn hết. Tôi cũng không biết là tại sao. Khi vào thấy vậy thì nóng mặt, nên chỉ biết mếu máu khóc. Chị Linh đi vào và mấy người đi vào sau tôi, thấy tôi đang khóc, thì tưởng tôi bị gì nên hốt hoảng hỏi. Này, tơ, em làm sao đấy? Tôi mếu máu đáp. Chị ơi, đống đồ của em Đống đồ của em sao bị mực vẩy đổ hết lên làm bẩn vậy à chị Vừa nói tôi vừa lấy tay Giờ mấy cái đồ ra cho mọi người thấy Chị Linh thấy vậy thì giờ vào xem chỗ đồ của tôi và nói Mọi người để ý xem Đồ của mọi người xem có ai bị sao không Chị Bình nói Dạ không chị Trong truyền có mỗi đồ của cái tơ bị thôi ạ à. Chị Linh đáp Thế thì em bị ai chơi rồi Mẹ không biết đứa nào mà ác vậy tôi vừa khóc vừa dấm dứt nói nhưng em có làm gì ai đâu giờ sao hả chị ơi đồ hỏng hết rồi phải chịu bù cho công ty thôi em biết sao giờ nhưng mà em em vừa nói tôi vừa khóc to hơn em em không có tiền thế là chiều hôm đó tôi có bao nhiêu tiền đều dồn đền bù lại cho số đồ bị hư của công ty lúc đó công nghệ còn chưa được thịnh hành như giờ nên chỗ tôi làm chỗ thì có cam chỗ thì không xui là chỗ tôi lại không nên đành ấm ức được bao nhiêu tiền đưa hết cho họ mà vẫn không đủ hên là có dương bù thêm cho tôi hơn một triệu nữa chiều hôm đó tôi về phòng trọ với tâm trạng không thể nào khá hơn được cái minh thấy vậy thì hỏi tơ mày sao vậy hay là cãi nhau với dương à tôi không nói gì chỉ biết lắc đầu nó thấy tôi khuôn mặt thất thần buồn bã nên ngồi xuống gần chỗ tôi rồi nói này có chuyện gì Mày nói tao nghe xem nào Tôi kể cho nó Nghe xong nó tức giận nói Mẹ, con chó nào mà mất dậy thế không biết Mày có nghi cho ai không Tao không Vì tao có làm gì ảnh hưởng đến ai đâu Thế thì kể cũng lạ nhở Bên công ty tao chỉ có những đứa mới vào Hay bị chửi với bị soi thôi Chứ đứa nào nó chơi mày ác quá Thôi biết là xót của Nhưng mà chuyện cũng rồi Buồn mãi sao được Nào đứng dậy và tắm trước đi cho khỏe Đi đi Ừ tôi bước vào trong phòng vệ sinh xả nước ra tắm mà cảm giác vẫn tức nghẹn ở cổ họng vừa tức vừa tiếc tiền tôi vừa dội nước tắm vừa khóc cái cuộc đời này sao mà chán quá vậy vừa tiết kiệm được ít tiền chưa kịp làm gì thì đã bị như thế càng nghĩ tôi lại càng không cam tâm lại càng khóc nhiều hơn càng cố nghĩ thì lại càng không biết ai lại ghét tôi mà hại tôi như thế đúng là cái xã hội này phức tạp quá cố gắng chịu đựng cố gắng nhịn nhục để kiếm đồng tiền đã khổ, vậy mà còn như thế này nữa. Những lúc như thế này, thật lòng tôi nhớ bà, nhớ mẹ nhiều lắm. Cái cuộc đời sao càng nghĩ càng chán đến vậy. Cũng có nhiều lúc tôi suy nghĩ tiêu cực, tôi lại tủi thân, lại chờ cái minh ngủ mà khóc một mình. Tôi tiếc lắm, tiếc mãi luôn mấy tháng rồi, tôi chi tiêu tiết kiệm không dám mua quần áo đẹp như cái minh mỗi lúc nhận được lương. Nói thật, nhìn nó mua quần áo này quần áo nọ, tôi cũng thèm, nhưng dặn lòng mình phải cố gắng tiết kiệm tiết kiệm để sau này về tôi sẽ có tiền mua những thứ bà thích ấy vậy mà đùng một cái tôi lại hết tiền mà phải chi là tôi được tiêu càng nghĩ lại càng khóc lại càng tiếc buổi trưa tại công ty này anh Dương, anh uống đi em mua cho anh đấy chị Phượng vừa nói, vừa tay dơ ly cà phê ra trước mặt của anh anh lắc đầu đáp thôi em uống đi, anh không uống đâu Chị Phượng nải nỉ Anh uống đi mà Mất công em đã mua rồi Chỉ là ly cà phê chứ có gì đâu Phải không em Vừa nói chị Phượng vừa quay qua nhìn tôi rồi hỏi Nhưng lần này tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần Nên cũng không có tâm trạng nào mà để ý đến Những gì mà chị ấy nói nữa Mà tôi im lặng để anh tự xử lý Thôi em cứ để đó đi Lát anh uống Dạ vậy em để đây nha anh Nói rồi Phượng nhìn tơ cười nhếch mép Em ít hôm nữa về quê ăn Tết anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ anh và ghé thăm mẹ em luôn nhé nghe anh nói tôi vừa vui trong lòng vừa lo lắm tôi lo vì tôi biết tính mẹ mẹ tôi cố chấp lắm anh thấy tôi im lặng không nói gì anh lại tiếp em sao vậy sao anh nói mà em không trả lời em không muốn anh về nhà em à tôi biết phải nói sao đây nói sao cho anh hiểu đây đưa ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai anh tú của anh dưới ánh đèn công viên mờ nhạt tôi dựa đầu vào vai anh nói không phải em không thích mà em sợ em sợ gì có gì đâu mà phải sợ em sợ mẹ em khó tính lắm anh tự tin nói không sao đâu em mẹ khó tính mấy anh cũng chịu được hết phải rồi anh đâu đã sống cùng mẹ em bao giờ đâu phải gặp bị ăn chửi rồi mới biết tôi thở dài nghĩ vậy thôi nhưng mà nghĩ đến ông tùng nữa sao tôi lại thấy mơ hồ quá Lỡ về ông ấy lại dở trò chửi bới và đuổi thì sao? Trước giờ yêu anh, chỉ biết yêu anh vậy thôi. Chứ một con bé 17 tuổi như tôi, đâu nghĩ được sâu xa là anh sẽ đòi về nhà tôi. Nghĩ một lúc tôi nói, anh, hay mình cứ yêu nhau như vậy thôi được không anh? Ờ, em sao vậy? Tại em... Tôi cũng không biết nói sao cho anh hiểu. Trước giờ tôi chưa tâm sự nhiều về chuyện gia đình tôi với anh, nên anh cũng đâu có biết gia đình tôi phức tạp như thế nào giờ tôi biết nên nói với anh ra sao và bắt đầu từ đâu đây nhưng mà dù cho tôi có nói như thế nào có viện đủ lý do thì cũng không tài nào làm lung lay ý nghĩ của anh thôi thì đành bất lực chấp nhận đón đầu với những thử thách xe gần về đến đầu ngã tư đường vào nhà tôi thì tôi nói với dương anh ơi hay anh cứ về ngoài đó trước đi để em về em nói chuyện với mẹ em trước rồi có gì em gọi anh nha nhưng khác với sự lo lắng của tôi Dương nắm tay tôi điềm tĩnh đáp Không sao đâu Dù cho có thế nào Anh cũng muốn cùng em đối diện Câu nói này của anh cho đến tận bây giờ Tôi vẫn nhớ như in Thôi thì đành vậy chưa biết sao được Từ quốc lộ đi vào trong nhà mẹ tôi khoảng 300 mét Đã gần một năm nay rồi Tôi không đi lại đoạn đường này ấy vậy mà giờ bước trên con đường này Đường vào nhà của mẹ Lòng tôi lại cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết Lẽ ra tôi sẽ về nhà bà ngoại trước Nhưng mà anh bảo muốn về ra mắt mẹ tôi Nên tôi về nhà mẹ Bước vào ngõ Tôi thở dài nhìn anh nói Anh, mẹ em khó tính lắm đấy Anh mỉm cười không nói gì Anh thì vẫn vậy Luôn điềm tĩnh chứ không sốc nổi như tôi Những gì anh nói cũng nghe có vẻ trưởng thành hơn So với cái tuổi của anh Mặc dù anh hơn tôi 4 tuổi Vào đến sân Tôi thấy mẹ đang hỉ hục thái rau cho lợn ăn mẹ con về rồi mẹ ngẩng mặt lên nhìn tôi khuôn mặt của mẹ bây giờ cũng đã nhiều những vết chân chim mẹ nhìn tôi rồi nhìn qua anh người con trai đang đứng cạnh tôi với ánh mắt rất ngạc nhiên anh nói dạ cháu chào bác cháu là bạn của tơ ạ à? mẹ tôi bây giờ mới nói ừ hai đứa vào nhà đi tôi thấy nhà có vẻ vắng tôi mới nói mẹ em và dượng đâu rồi Dựa mày chở em lên trên nội đi tảo mộ rồi Mẹ nhìn anh kỹ lắm Một hồi nói chuyện Mẹ cũng vui vẻ mỉm cười đón nhận anh Cho đến khi mẹ hỏi Thế quê cháu ở đâu Thì mọi chuyện coi như đã khác Nghe mẹ hỏi Anh đáp Cháu ở Thanh Hóa à Nghe đến hai chữ Thanh Hóa Thì mẹ tôi đã quay ngoắt 180 độ Nhìn thẳng vào mặt anh mà nói Dẹp không có yêu đương gì hết nhá Thôi, mày về đi. Tao không cho con tao quen mày đâu. Bác ơi, bác nghe cháu nói. Tao đã nói rồi, không có yêu đương gì hết. Bọn Thanh Hóa ăn giàu má phá đường tàu bọn mày là đồ đều giả hết, nên tránh xa con tao ra. Đi đi, đi về đi. Thế là mặc cho anh và tôi có nói như thế nào, mẹ cũng quyết không chấp nhận và đuổi anh cho bằng được. Đã thế mẹ còn cấm không cho tôi dẫn anh ra bắt xe nữa. Nhưng mà dù cho mẹ có nói như thế nào thì tôi và anh vẫn yêu nhau. Hôm đó vừa ăn cơm xong, tôi đã thấy anh gọi. Nhìn thấy cuộc gọi của anh, tôi lo lắng nhìn xem mẹ có ở trong nhà không. Thấy mẹ có vẻ đã đi đâu rồi đó, nên tôi chạy nhanh ra ngoài vườn để nghe máy. Alo, em nghe đây. Đấy, em nói rồi, anh không chịu nghe em, thấy chưa? Bị chửi, bị cấm rồi đấy. Anh buồn mẹ em lắm phải không? Anh không sao, mà em, anh nói chuyện với mẹ rồi, mai em ra nhà anh chơi nhé, để anh vào đón em ra. Thôi, anh đừng vào, mẹ em biết lại to chuyện. Anh vào anh đứng chờ em ở ngoài đường lớn, anh không vào nhà là được mà. Thế là hôm sau, anh đưa tôi về ra mắt mẹ anh. Mẹ anh nhìn còn trẻ lắm, bà nói chuyện với tôi rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng trước mặt anh. Tôi cứ nghĩ có lẽ tình yêu của chúng tôi chỉ gặp trở ngại với mẹ của tôi thôi. Nhưng thật không ngờ, mẹ tôi thì loạc choạc không ưa, là nói luôn, còn mẹ anh thì khác. Chiều hôm đó ăn cơm xong, khi Dương có bạn gọi đi đâu đó, thì mẹ anh đã không ngần ngại nói thẳng với tôi. Giờ bác nói luôn cho cháu hiểu nhé, bác đã nhắm được con bé gần nhà cho thằng Dương rồi. Con bé đó vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, làm kế toán, nghề nghiệp ổn định, mà cũng yêu thằng Dương lâu lắm rồi hơn nữa nó ở kế bên nhà chứ nhà cháu nói thì cháu đừng buồn chứ chả mồn đăng hộ đối gì với nhà bác hết mẹ dương nói vậy vì bà ấy là dân kinh doanh nên nhà cũng gọi là giàu có có tiếng ở trong làng vậy nên bác không chấp nhận cho thằng dương nhà bác yêu cháu được nên cháu hãy buông tha cho nó đi tôi mím chặt môi trước những lời xúc phạm của mẹ anh đôi mắt đã rưng rưng nước từ bao giờ nhưng vẫn mạnh miệng đáp dạ cháu hiểu rồi vậy bác cũng nói với con bác đừng bao giờ tìm cháu nữa nói xong câu nói đó tôi một mình chạy thẳng ra xe tự mình bắt xe về lên xe tôi tháo sim ra bẻ đôi và vứt luôn xuống dưới lòng đường nhìn cái sim nhỏ bé rớt khỏi tay tôi mà tim tôi như thắt lại cái sim bị bẻ đôi kia có khác gì tình yêu của chúng tôi đâu tại sao lại như vậy yêu anh mà sao lại đau khổ đến như thế tôi cứ ngồi trên xe ướng ánh mắt ra phía cửa mà khóc có những nỗi đau không thể nói cùng ai cũng không thể nào chia sẻ cho ai hiểu nỗi đau này mình tôi gánh mà sao nó lại dày vò tâm can tôi đau đến như vậy tại nhà của dương sau khi về không thấy tơ đâu nữa dương hỏi mẹ mẹ ơi tơ đâu rồi hả mẹ nó về rồi nó nhắn lại là từ nay đừng tìm nó nữa Vốn dĩ Dương ít nhiều cũng hiểu được tính của mẹ mình Nên nghe vậy Dương nói Mẹ, là mẹ đã nói gì với tơ phải không? Mẹ Dương thẳng thắn nói Mẹ không chấp nhận đứa con gái này đâu Gia đình thì lộn xộn Đã thế học hành Lại không đến nơi đến chốn Còn nữa, con gái gò má cao vậy Là có tướng sát phù đấy Quên nó đi Cái hân vừa đẹp, vừa nghề nghiệp ổn định Mà nó cũng chở con đấy Nghe đến đây thì Dương nói lớn Mẹ, cả đời này con sẽ không yêu ai ngoài tơ đâu nói rồi dương bỏ đi tôi về đến nhà thì đã thấy mẹ đứng ở đầu ngõ nhìn thấy tôi mẹ nói này mày đi đâu mà giờ này mới về hả tôi nói dối dạ con đi xa về nên mấy đứa bạn rủ đi chơi thôi ạ à. thôi con mệt quá mẹ để con nằm nghỉ một chút tôi nói rồi chào mẹ và đi vào buồng nằm nói về ông tùng thì từ khi tôi lớn lên đi làm đến giờ ông ấy mặc dù không thích tôi về nhưng mà cũng không có đuổi tôi nữa thỉnh thoảng chỉ sóc xỉa tôi ít câu mà tôi không nói gì thì cũng thôi luôn hai hôm sau tôi đi ra chợ ở trước ngã tư đường vào nhà tôi để mua chút đỗ xanh về để cho mẹ làm bánh trưng tơ nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi vội vàng ngoảnh lại anh tôi ngạc nhiên khi đứng trước mặt tôi là anh anh đi tới nắm lấy tay tôi và nói em đi ra đây anh có chuyện muốn nói tôi theo anh ra một chỗ khóc khuất tôi buông tay anh ra và nói anh tìm em có chuyện gì không anh nắm tay tôi đưa ánh mắt u buồn nhìn tôi rồi nói ơ em đừng như vậy có được không cho dù có thế nào thì mình cùng nhau cố gắng vượt qua em nhé tôi mỉm cười chua chát khuôn mặt cũng tỏ rõ sự ủ ất cố gắng như thế nào được khi mẹ em cũng không ưng anh và mẹ anh lại cũng không chấp nhận em cố gắng rồi sẽ đi đến đâu khi em không môn đăng hộ đối với nhà anh thôi anh về đi đừng tìm em nữa nói rồi tôi quay bước đi bởi tôi biết tình yêu này sẽ không có kết quả tốt bởi vì thường thì một bên phản đối thôi đã khổ lắm rồi đằng này tình yêu của chúng tôi lại gặp phải sự phản đối của cả hai nhưng khi tôi vừa quay bước đi anh đã nhanh lôi tôi lại anh nói mình đi vô lại trong sài gòn đi em Chừng nào hai bên đồng ý thì mình sẽ về. Anh không tin là mẹ anh và mẹ em sẽ sắt đá mãi được. Anh biết em cũng yêu anh, em cũng buồn mà, đúng không? Vậy nên đừng làm anh đau thêm nữa, có được không? Tôi dừng dừng nước mắt không nói gì. Biết nói gì bây giờ? Yêu anh, tôi yêu anh nhiều lắm. Cố gắng chạy đi trước mặt mẹ anh mà trái tim tôi như ai bóp nghẹn. Tôi đau, tôi đau nhiều lắm chứ. Nhưng mà cũng không hiểu sao từ bao giờ tôi lại không còn đủ nhẫn nại để chịu đựng sự xúc phạm của người khác và nhất là mẹ của anh. Những lời cháu không muốn đăng hộ đối với nhà bác luôn ám ảnh vang vẳng bên tai tôi. Tôi biết so với nhà anh, nhà tôi nghèo lắm. So với anh thì tôi lại càng không học hành đến nơi đến chốn. Gia đình tôi lại không được trọn vẹn như những gia đình người ta. Tôi không chấp nhận những lời nói đó của mẹ anh nhưng mà tôi lại không thể nào quên được ánh mắt khinh bỉ mẹ anh nhìn tôi và nói ra những câu nói đó mà chỉ là tôi biết được con đường này của tôi nó còn nhiều và mênh mông lắm những khó khăn tôi nhìn anh rồi nói thôi anh về đi em không xứng với anh đâu nói rồi tôi bước đi nhưng anh lại tiếp tục rằng tôi lại giữa anh và em ở đây không có chuyện xứng hay không xứng mà là yêu hay không yêu mà thôi Em nói đi Em cũng yêu anh cơ mà Đúng không Em à Mình phải cố gắng lên Ít ra là để bảo vệ tình yêu của mình Anh luôn vậy Luôn lì lợm ương bướng Không chấp nhận buông tay Tôi ở nhà vô nhìn mặt ông Tùng Ngày ông ấy vô ra sóc xỉa cũng chán Nhưng mà giờ giáp Tết rồi còn đi đâu Nghĩ vậy tôi nói với anh Anh cứ về đi Không nhỡ may mẹ em thấy để em suy nghĩ có gì em nhắn tin cho anh ừ vậy anh về nhé nhớ nhắn tin cho anh tôi nhìn theo bóng lưng anh lên xe và khuất dần rồi đi về nhà vừa về đến đưa túi đậu xanh cho mẹ thì mẹ đã chửi tôi toe tua mày đi mua có mấy lạng đỗ xanh mà sao giờ mới về hả lúc nãy mày gặp thằng dương đó phải không tôi chưa kịp nói gì thì ông tùng đã xỉa sói không gặp thằng đó thì gặp ai chợ ai cũng biết nãy đi qua ta còn thấy đứng trong góc quất nắm tay nắm chân nhau âu yếm ghê lắm ấy ớm ừ, thật mới tí tuổi đầu đã vậy rồi nói rồi ông tùng còn đưa ánh mắt đá xéo qua mẹ tôi mà nói tiếp mẹ mày xem mà dạy dỗ nó cho đàng hoàng đi không thể lại khổ ra nữa thì chết nghe những lời ông tùng nói với những gì lâu nay tôi cố kìm nén tôi thật muốn nhổ vào mặt ông ta một bãi nước bọt mà nói rằng ông cầm mồm đi ông không phải bố tôi ông không có quyền nhưng mà tức giận vậy thôi, rủi thầm trong lòng thôi, chứ tôi cũng không dám nói ra mà cũng không nói ra làm gì. Lời ông ấy nói giờ tôi nghe, tôi để ngoài tai, không thèm nói lại hay gì cho ông ấy tức chơi. Mẹ tôi nghe thấy ông Tùng nói vậy, tôi lại im lặng không nói gì, thì mặt gần lên, những đường xanh giận dữ, không nói không rằng đi thẳng vào bếp, lấy cái gậy thật to ra, quất thẳng vào người tôi mà nói mà chửi. "Tơ, tơ!" mày không chịu nghe lời mẹ phải không tao là tao cấm mày không được qua lại với thằng đó rồi cơ mà sao mày không nghe cá không ăn muối cá ươn đấy con à mẹ nhưng con và anh dương yêu nhau thì làm gì nên tội đâu anh ấy cũng tốt cơ mà mẹ đâu phải cứ dân ngoài đó là ai cũng như ai cũng xấu hết đâu mẹ tôi lại vụt tôi thêm cái nữa tốt gì mà tốt tốt làm gì có mày không nghe tao thì mày cút khỏi nhà tao đi đi đâu được thì đi Sinh ra nuôi lớn bằng từng này rồi Giờ nói không nghe Mẹ vừa chửi vừa đánh Còn ông Tùng thì lại vắt áo lên vai và đi Mẹ đánh Nhưng tôi mím môi không khóc Có lẽ bị đánh nhiều rồi Nên cảm giác trong tôi bị chai lì Tôi cứ đưa ánh mắt chân chân nhìn mẹ Mà không hề rơi một giọt nước mắt nào Tại nhà của Dương Dương vừa về thì mẹ đã nói Mày đi đâu về đấy Nãy con Hân nó qua tìm mày đấy nó và con có gì đâu mà tìm hơn nữa con có người yêu rồi nên không muốn dây dưa với người khác giới dễ bị hiểu lầm mẹ cố tình không hiểu tình cảm của nó hay mày sắt đá vậy hả tao là tao chấm nó rồi đấy mẹ thích thì đi mà lấy còn con á ngoài tơ ra con sẽ không lấy ai hết đâu mày mẹ dương tức nghẹn cổ nói tiếp tao sẽ không bao giờ chấp nhận cái đứa con hoang không cha đó về làm dâu nhà này đâu mẹ có thôi đi không dương nói lớn mẹ mà còn nói nữa con sẽ đi luôn đấy à mày giỏi vì một đứa con gái không xứng đáng mà mày dám nói chuyện với mẹ mày như vậy à được vậy mày thích đi đâu được thì cứ đi đi tao xem mẹ không phải nói nói rồi dương bước đi đi ra đến đầu ngõ dương bấm luôn số điện thoại của tơ và gọi gọi lần đầu không thấy nghe máy sẵn đang buồn dương lại bấm máy gọi lại một lần nữa tại nhà của mẹ tơ tơ và bà mến đang cãi nhau thì có tiếng chuông điện thoại biết là dương gọi nhưng mà giờ này tôi cũng không dám nghe nhưng hết hồi chuông này tắt lại có hồi chuông khác rung lên liên hồi bà mến có vẻ cũng đoán biết được ai gọi nên đi sồng sộc vào trong buồng nhìn thấy điện thoại của tơ đang đổ chuông trên màn hình lại có chữ anh dương kèm cái hình trái tim mà dương lưu thì bà mến không trần trừ mà bắt máy luôn bà mến bắt máy nhưng chưa nói gì dương thấy tơ bắt máy mà im lặng không nói gì thì lên tiếng em giờ anh bắt xe vào chỗ em dương vừa nói đến đó chưa dứt câu thì bà mến đã nói em gì mà em tránh xa con tao ra nói xong câu đó bà mến cũng cúp ngang điện thoại bà nhìn tơ rồi nói tốt nhất là mày nên nghe mẹ tao mà còn thấy nó gọi lần nữa thì đừng trách tao bà mến vừa nói đến đây thì ông Tùng từ ngoài đi vào rồi lên tiếng Bọn này không liên lạc với nhau mới là lạ Trừ khi nó không có điện thoại nữa thì may ra Bà Tơ chợt thấy ông Tùng nói có lý Như tá hỏa ra liền nói Ừ ha, mày đưa điện thoại đây cho tao Đến nước này thì nói thật lòng là tôi không còn chịu đựng được nữa Tôi nói Mẹ quá đáng vừa thôi Mẹ đừng ép con Con về nhà là để ăn Tết Chứ không muốn cãi nhau với mẹ đâu Mẹ thấy tôi nói lại như vậy thì rất giận dữ Bà quắc mắt nhìn tôi rồi nói Này, mày còn học đâu ra cái thói cãi lại mẹ thế hả? Mày đừng có láo Vừa vừa thôi Còn không nghe tao Thì đi được đâu thì đi Giờ lớn đủ lồng đủ cánh rồi đấy Tự kiếm ăn được rồi Nên mày lên mặt với tao có phải không? Cút, cút đi đâu được thì đi đi Tôi im lặng Mặc cho mẹ nói Mà cũng không hề đáp lại Nhưng tối hôm đó tôi đã có quyết định của riêng mình tiếng tin nhắn đến em anh đang trên xe vào chỗ em nãy anh có cãi nhau với mẹ anh quyết định rồi anh đi khi nào mẹ chịu đồng ý em với anh thì anh mới về em đi cùng anh nhé mình cùng nhau cố gắng anh tin rồi một ngày họ sẽ chấp nhận tôi không nghĩ ngợi gì mà nhắn lại cho anh luôn lát anh vào đến nơi thì đừng tìm em anh đứng tạm chỗ nào đó xa đoạn vào nhà em một chút chờ em tối em ra nhắn tin xong tôi thấy mẹ đã đi đâu đó có lẽ là bà đi mua lá rong vậy là tôi vào buồng vì cũng mới về nên quần áo của tôi vẫn còn nguyên trong ba lô và thế là tối hôm đó tôi cùng anh đi lại vào sài gòn trước khi đi tôi có viết để lại cho mẹ một tờ giấy nói tôi vào lại sài gòn rồi đợi ra tết làm tiếp sáng hôm sau tại nhà của mẹ tơ sau khi ngủ dậy thì không thấy tơ đâu nữa trên bàn chỉ có một tờ giấy bà mến cầm lên đọc nhưng đọc xong bà không có phản ứng gì ngoài việc thở dài có lẽ sự vắng mặt của tơ trong nhiều năm qua ở trong ngôi nhà này đã thành điều hiển nhiên và là thói quen trong cuộc sống của bà ông tùng dậy thấy vợ đang cầm tờ giấy trên tay thì nói mới sáng ra mà đã có giấy gì rồi hay là con gái của bà lại bỏ đi theo thằng đó rồi để lại tờ giấy này đấy Bà mến nhìn ông Tùng mà lòng có chút đau xót. Bà đau lòng không phải vì tơ bỏ đi, mà bà đau lòng vì sợ ông Tùng sẽ vì cớ này mà vào ra sóc xìa bà. Rồi thiên hạ biết được sẽ cười vào mặt bà. Bà nhìn ông Tùng rồi nói, nó đi rồi, nó viết cái giấy để lại, kêu vào Sài Gòn làm ông ạ. Ừ, định múa dìu qua mắt thợ à? Làm, làm gì? Có mà làm tình thì có. Ông đừng có nói vậy có được không? dù sao nó cũng là bà mến chưa dứt câu thì ông tùng đáp cũng là gì cũng là con bà bởi con bà nên tôi mới để vậy chứ còn tôi á thì tôi đã đánh gãy giò từ hôm qua rồi chứ đừng để đến nước bỏ nhà đi theo trai cả đêm cả hôm cánh lúc cả nhà đang ngủ vậy đâu mà nó đi cũng tốt đi làm cả năm trời cũng gửi về cho bà được mấy đồng đâu mai kia mà thằng đó nó bỏ á mò mặt bước chân vào nhà này là ta tống cổ luôn cái thứ xà hoàng mất nết bà mến im lặng bước vào trong bếp để tránh khỏi phải nghe những lời nói đó của ông tùng sáng hôm sau tại dĩ an sài gòn xuống xe tôi và anh thuê xe lái chở chúng tôi trở về phòng trọ cả hai chúng tôi về phòng trọ của anh trước đặt đồ xuống anh nói em có hối hận không tôi tròn mắt hỏi lại hối hận chuyện gì à thì chuyện em đi cùng anh này không anh tiến đến ôm tôi từ sau lưng Cảm giác cái ôm này của anh Sao nó ấm áp đến lạ lùng Hay bởi tại tôi vốn thiếu tình cảm Nên giờ đây được anh quan tâm Tôi lại thấy mình hạnh phúc đến như thế Cảm ơn em Sao lại cảm ơn em Anh nở một nụ cười thật tươi giói Cảm ơn vì em đã tin anh Đã cùng anh nắm tay nhau đi tiếp Chứ không nhẫn tâm bỏ lại anh Đơn độc một mình Tôi quay lại nhìn anh trong ánh mắt của anh lúc này Toát lên rõ sự chân thành ra diết Em tin anh Vì gần Tết Nên dãy phòng trọ không còn ai Đa số họ cũng về quê ăn Tết hết rồi Anh thấy tôi mới đi đường xa vào Có vẻ mệt nên bảo Em nghỉ một chút đi cho khỏe Để anh ra chợ mua đồ về chưa nấu ăn Chiều khỏe mình đi mua ít đồ ăn Tết Thế là tôi ngủ một giấc Không biết trời đất gì luôn Dương đi chợ về thấy người yêu đang ôm gối ngủ ngon lành thì đứng nhìn mỉm cười một lát rồi bỏ đồ ăn ra và nấu ăn dọn dẹp xong xuôi mới gọi tơ dậy để ăn cơm từ hôm đó ăn xong tôi và anh nhìn nhau cũng không biết nên nói gì tôi lên tiếng trước anh lát em lên gác ngủ anh im lặng một lúc rồi nói ngủ chỗ giường với anh được không anh hứa sẽ không làm gì quá giới hạn anh chỉ ôm em ngủ thôi và tối hôm đó Lần đầu tiên tôi nằm gọn trong vòng tay người yêu Như một con mèo con ngoan ngoãn Và dĩ nhiên là không có chuyện gì vượt qua giới hạn Anh cứ ôm tôi Ghé sát cằm vào đầu tôi Cả hai chúng tôi cùng ôm nhau ngủ Có lẽ bên cạnh người yêu Nên thời gian trôi nhanh quá Hôm nay là giao thừa rồi Cái giao thừa đầu tiên tôi xa nhà Nhưng giờ cảm giác nhớ mẹ Đã không còn nhiều như trước Tôi chỉ nhớ bà mà thôi không biết tôi đi như vậy bà có buồn cho tôi không nghĩ đến bà tôi lấy ngay điện thoại gọi về cho bà và chúc tết mọi người xong xuôi tôi lại cùng anh vào luộc con gà làm đĩa xôi để chuẩn bị đón giao thừa tiếng pháo hoa rền vang khắp cả bầu trời tôi bên anh nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía quê mình ai cũng vậy phải không trong những khoảnh khắc này ai cũng muốn về bên gia đình đón giao thừa cùng với gia đình nhưng tôi Nghĩ đến đây, thôi thì khóe mắt tôi đã bắt đầu cay cay. Dường thấy như vậy thì nắm tay tôi, ngồi xuống, ôm tôi miệng khẽ nói. Thôi em, có anh đây rồi, em đừng buồn nữa nhé. Tôi cũng muốn vùi đầu mình vào ngực anh, để quên hết đi những tuổi hờn. Tôi cũng muốn trước anh, trước người mình yêu, khóc một lần thật to để rồi thôi. Tất cả sẽ trả theo gió bay xa. Nhưng tôi không làm được như vậy hay bởi bản tính cố chấp và cái tôi trong tôi quá lớn nên tôi đã không cho phép mình có thể làm như vậy trước anh nhưng cuộc sống đâu ai biết trước được chữ ngờ lòng người nông sâu khó đoán nên đâu ai có thể lường trước được ngày mai ra sao khi tôi đang chỉ mình trong hạnh phúc vô tư vui vẻ bên người mình yêu thì ngoài kia bao hờn ghen lại đang ấp ủ chỉ trực có cơ hội để trào dâng Tôi chỉ ở bên phòng anh có mấy hôm thôi Đến khi cái mình ăn tết xong vào Tôi lại nói khéo với anh về ở với nó Vì tôi sợ tình cảm là thứ khó nói nhất Hơn nữa tôi cũng cảm nhận được Mấy ngày qua bên nhau Anh cũng đã cố gắng lắm rồi Anh Mai cái mình nó vào rồi Chắc em phải về lại bên phòng đó thôi anh Anh khựng người lại nói Sao vậy em Tôi giả bộ đưa ánh mắt buồn buồn nhìn anh rồi nói Vì giờ nó vào rồi em sợ ở bên anh như thế này đến lúc về quê mọi người biết mà anh biết rồi đó ở quê cổ hủ lắm đâu có được vô tư như trong đây hơn nữa nó cùng em rủ nhau ra ngoài thuê phòng trọ ở riêng giờ tự nhiên để nó ở một mình em thấy nó sao sao ấy anh thấy tôi có vẻ buồn buồn cũng không nỡ rời xa nên anh nói ừ tùy em nói rồi anh im lặng có vẻ cũng đang buồn Tôi vòng tay rồi ôm anh bảo Em qua chỗ cũ thôi mà Có đi luôn đâu Anh mảnh lại ôm tôi rồi đáp Ừ anh biết mà Chỉ là mấy hôm bên em anh quen rồi Giờ đi làm về phòng có một mình Chắc buồn tanh Nhìn vào đáy mắt sâu thẳm của anh Tôi thấy một nỗi buồn miên man trong đó Thấy thương quá Nên tôi ghé má anh thơ một cái chụt Anh nhìn tôi Rồi nhẹ nhàng đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn Tôi thả lòng người để tận hưởng nụ hôn của anh. Cả hai chúng tôi hôn nhau thắm thiết. Rồi không hiểu sao, bàn tay của anh lại từ từ lần mò xuống bụng, rồi nhẹ nhàng đưa lên trên ngực tôi. Trong phút đề mê yếu lòng, tôi thả mình tận hưởng những va chạm đầu đời. Anh thấy tôi im lặng không phản ứng gì, thì bàn tay hư hỏng đã bắt đầu lần mò khắp cơ thể tôi. Tôi giật mình tỉnh lại, rời khỏi bờ môi anh và nói Anh, không được, vừa nói tôi vừa đẩy anh bị đẩy bất ngờ anh có chút hụt hẫng nhưng bình tĩnh lại anh nói anh xin lỗi một tuần sau tại công ty tôi làm hôm nay công ty tôi có tổ chức bữa tiệc đầu năm cho nhân viên tôi thì không thích những chỗ nhộn nhịp như vậy lắm hơn nữa cũng lâu lắm rồi tôi chưa mua thêm cho mình cái quần áo nào cho ra hồn nên tôi quyết định không đi ăn mà xin phép về trước ơ tơ đi luôn cho vui đi em dương đi đến chỗ tôi rồi nói đi luôn em nhưng tôi đáp anh và mọi người cứ đi đi thật ra hôm nay tới ngày nên em không muốn đi nhiều với lại lâu rồi chưa qua chỗ chị mai nãy cái minh gọi bảo chị mai kêu hai đứa chiều về qua úp bánh xèo ăn nên thôi mọi người cứ đi đi hơn nữa em cũng không thích đến những chỗ đông người vậy để anh đưa em về thôi anh cứ đi đi cũng gần mà thật ra ngại chỗ đông người là một phần thôi chứ nhìn thấy mọi người nhìn lại quần áo và cách ăn mặc của tôi, tôi quyết định không đi. Nhưng có ngờ đâu, cái quyết định này của tôi lại vô tình đưa tình yêu của chúng tôi đến bờ vực sâu không lối thoát. Tôi về đến nhà được khoảng 5 phút thì cái Minh cũng về tới. Thấy nó tới, mỉm cười rồi nói: "Này, lát đi qua chợ Bến Thành với tao đi." Nó ngạc nhiên nhìn tôi đáp: "Ơ, ờ, sao hôm nay lại rủ tao? Thế lão Dương đẹp trai của mày đâu? Hôm nay công ty tao có tổ chức bữa tiệc cho công nhân nên mọi người đi ăn rồi sao mày không đi với lão ấy tôi xị mặt đáp mày nhìn xem quần áo tao không có cái nào ra hồn đi với lão đến những chỗ như vậy tao ngại lắm thì tao đã bảo mày rồi cơ mà bảo mày có tiết kiệm thì cũng vừa vừa thôi nói bao nhiêu lần không nghe vậy nên giờ mới rủ mày đi này ờ đợi tao một chút tao thay cái quần đã này minh ơi sao đấy hay tao và mày mua cái gì ngon ngon qua phòng trọ chị Mai ta nấu ăn đi Cũng lâu rồi còn gì Nó im lặng Tôi lại nói Thôi đi mà Vừa nói tôi vừa cười Mong xoa dịu nỗi lòng trong nó Nó vẫn im lặng không nói Không rằng chỉ gật đầu thay lời đồng ý Thế là tôi tiến lại nắm lấy tay nó Lôi nó đi mua đồ ăn Đi chợ xong Hai chúng tôi về thẳng phòng trọ của chị Mai luôn Chị Mai thấy tôi và Minh Tay đứa nào đứa nấy đều sách đồ Các kiểu thì ngạc nhiên nói Ơ, hai đứa đi đâu, mua nhiều đồ vậy Vào phòng chị đây, chứ đâu nữa Chị hỏi kỳ Qua chị mà sao mua nhiều đồ vậy Em có mua đâu Cái từ nó kêu mua qua bên chị nấu ăn một hôm cho vui Qua là được rồi, mua gì nhiều thế không biết Tôi cười nói Ít mà chị, lâu lâu chị em mình mới lại có dịp ngồi ăn chung một hôm Khiếp với hai đứa, có ba chị em mà đã mua một con gà rồi còn mua mực, mua tôm mà mua nhiều nữa chứ đắt lắm ấy tôi nghĩ đơn giản lắm lâu lâu mới ghé chị nên tôi mua về nấu ăn cho vui mà cuộc vui thì phải đủ người mới trọn vẹn ít nhất với chị mai tôi nhìn minh nói hay chị gọi người yêu của chị qua ăn luôn cho vui dù sao cũng nhiều mà phải không minh ừ nó chỉ ở một tiếng rồi đi chỗ khác tôi biết nó như vậy thôi chứ nó cũng thương chị mai nhưng mà giờ tôi mới để ý nhắc đến lão người yêu chị mai Bỗng nhiên chị xị mặt xuống Đôi mắt có chút gì đó ươn ướt Rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác Tôi thấy vậy định hỏi thăm chị xem có chuyện gì Thì cái mình nó nhanh miệng hơn tôi Đó vừa đi đến chỗ chị Mai rồi nói Sao chị lại khóc khi nhắc đến lão đó Có phải lão và chị có chuyện gì rồi phải không Chị Mai vẫn im lặng Ánh mắt buồn rười rượi. Có gì cứ nói thật với bọn em đi Chị em với nhau cả chứ có gì đâu Ngày nó nói như vậy Chị Mai bỗng nhiên khóc tu tu miệng mếu máo nói bọn chị chia tay rồi đó em biết mà thằng đó là thằng khốn nạn mà nói chị có chịu nghe em đâu tôi thấy chị mai đang buồn minh lại nói như vậy nữa thì chả khác gì sát thêm muối vào vết thương của chị ấy nên nhìn minh nói kìa minh sao mày lại nói vậy nữa dù sao chị mai cũng đâu muốn chị mai thì càng nghe càng giấm dứt khóc minh và tôi thấy vậy thì tiến đến ôm lấy chị mai chả hiểu vì đồng cảnh xa quê hay vì như thế nào mà cả ba chị em chúng tôi ôm nhau khóc, khóc một lúc rồi cả ba chị em chúng tôi gạt đi những giọt nước mắt. Tôi nhìn chị Mai và Minh nói, "Thôi, quên hết những chuyện buồn đi chị, chị còn trẻ nên đừng buồn vì một người không xứng." Tôi thiết nghĩ cuộc đời có những thứ chỉ sai lầm, nhưng quan trọng mình có biết đứng dậy sau những sai lầm, những vấp ngã hay không mà thôi. Chị Mai yêu lão kia mù quáng, đến nỗi trao chọn hết tất cả cho hắn để rồi no nê hắn phủi đít quay đi thế là hôm đó ba chị em chúng tôi hết khóc rồi lại cười chúng tôi nấu ăn một bữa thật ngon xem như tự mình thưởng cho mình sau những ngày vất vả nhưng tôi đâu có ngờ được khi tôi đang ăn uống vui vẻ như vậy thì ở đâu đó những âm mưu toan tính của ai kia đang được thực hiện tối hôm đó ăn uống xong xuôi tôi và minh ngồi chơi một lúc rồi chào chị mai về đang vui thì tôi cũng quên bén đi rằng bình thường Dương giờ này hay nhắn tin cho tôi lắm ấy vậy mà từ lúc về tới giờ gần 9 giờ rồi tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ anh tôi định gọi cho anh xem anh đã về chưa nhưng mà nghĩ là để anh thoải mái rồi thôi vậy là đưa điện thoại ra tôi lại tắt đi tôi nằm và trần trọc chờ đợi một tin nhắn từ ai đó cảm giác trong người cứ nôn nao bứt rứt và khó chịu vô cùng sao vậy kìa sao hôm nay anh ấy không nhắn tin cho mình nhỉ thấy nóng ruột quá tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng gọi hai ba cuộc anh cũng không bắt máy này mày sao vậy ngủ đi mai còn đi làm ừ tự nhiên tao thấy bồn chồn trong người khó ngủ quá mày ạ à? muốn ngủ mà ngủ không được sao nhớ chàng à chả lẽ lại bảo với nó là không phải chứ cảm giác này trong lòng tôi nó bồn chồn khó chịu không hẳn là nhớ không biết anh ấy về chưa Mà sao ta thấy lo lắng trong người sao ấy mày ạ à? Lo thì gọi cho lão xem như thế nào Tao gọi rồi Nhưng không biết sao mà không thấy nghe máy mày ạ à? Bình thường đâu có mấy đâu Thôi mày ngủ đi Chắc liền hoàn á Nhậu say rồi về ngủ quên cũng nên Mày cứ nghĩ nhiều quá Thôi ngủ đi mai còn đi làm Tại một khách sạn bình dân Nhẹ nhẹ thôi anh Em đau giường đang quằn quại hì hục ra vào trên người của Phượng. Tơ, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Phượng cày cú mím chặt môi. Tôi chờ tin nhắn của anh mãi không được, gọi cho anh cũng không thấy ai nghe máy. Tôi chẳng chọc suy nghĩ viền vông, cuối cùng cũng mệt nhoài chìm vào giấc ngủ, lúc nào không hay. Nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn, tôi vờ nhanh cái điện thoại, vì nghĩ ngay là anh nhắn tin. Nhưng tôi đã nhầm, khi mở tin nhắn ra xem, thì trời ơi, cái gì đang đập vào mắt tôi thế này? Hình ảnh anh đang âu yếm bên phượng và cả hai lõa thể không một mảnh vải che thân. Là một tin nhắn nữa đến, nhưng lần này không phải ảnh khỏa thân nữa mà Phượng gửi hẳn cho tôi một video. Trong đó không ai khác là Dương, người mà tôi yêu và cũng là người luôn nói những lời yêu thương dành cho tôi. Đang quằn quại, hỉ hục bên người con gái khác. Trái tim tôi không ai bóp mà như nghẹn lại. Tôi không khóc mà cũng không hiểu vì sao nước mắt lại thì nhau chảy không ngừng. Liếc nhìn qua cái minh, tôi thấy nó đang ngủ ngon lành. Tôi muốn khóc thật to, nhưng tôi không dám. Chỉ đành ôm chăn bất lực khóc giấm dứt. Cảm giác là như thế nào? Sao mà đau, mà khó thở đến như vậy? Tôi khóc, nước mắt nước mũi dèm lem hết cả. Có lẽ không kiềm chế được, nên tiếng khóc của tôi đã vô tình làm cho cái minh tỉnh giấc. Nó thấy tôi đang thú thít thì quay người tôi lại nói, "Này, mày sao đấy? Bị đau gì à?" Tôi buồn, không biết làm sao, nghe nó nói như vậy, đành quay lại, ôm nó và khóc thật to, cứ như cảm xúc trong tôi bao lâu nay dồn nén và chất chồng nay được thể tuôn ra một lần. Tôi mếu máo nhìn nó đáp, "Mày xem đi." Vừa nói tôi vừa đưa điện thoại của tôi cho nó. Nó xem cũng phải há hốc mồm vì ngạc nhiên vì kinh tởm. Eo ôi, gì ghê vậy mày? Nói xong, nó như trực hiểu ra vấn đề, liền lấy tay bịt miệng lại. Cái này là sao? Ai gửi cho mày đây? Tao không biết, nhưng rõ ràng người đó là Dương và chị Phượng. Mà con Phượng này là con nào mới được? Nó làm cùng công ty với tao. Nó thích Dương lắm, mấy lần toàn mua cà phê, với khi thì, thì lẽo đẽo theo sau anh Dương. Mà anh Dương thì không quan tâm, chứ tao đâu có ngờ giờ lại kẻ trên người dưới như vậy. Mày ơi, giờ tao phải làm sao? Mày phải bình tĩnh, biết đâu đây là cái bẫy của con Phượng kia. Cho dù là bẫy thì sao chứ? Chả phải họ cũng đang bên nhau hay sao? Mày nói tao làm sao mà chấp nhận được chuyện này? Tôi vừa nói vừa khóc. Nó an ủi tôi. Hay mày thử gọi cho lão Dương xem sao? Tao gọi rồi. Nãy giờ tao gọi không được mày ạ. À. Chả ai bắt máy hết. Có lẽ em họ đang mải vui bên nhau không còn để ý đến tao nữa đâu thôi mày ngủ đi tao không sao đâu ngủ đi mai còn đi làm nữa lúc này mắt tôi cũng đã ráo nước tôi đã không còn khóc nữa rồi tôi không muốn mình khóc nữa hay nói đúng hơn tôi quá mệt mỏi với những gì diễn ra trong cuộc sống của chính mình những câu nói mà anh nói yêu tôi thương tôi luôn bên tôi vẫn văng vẳng đâu đây trong tai nhưng mà bây giờ còn nghĩa lý gì nữa đâu họ đang vui vẻ bên nhau kìa chỉ có mình tôi nơi đây một mình ngậm ngùi những nỗi đau có những nỗi đau mà không bao giờ được viết thành tên hay có những nỗi nhớ cho dù có cố cũng không thể nào xếp hết được vào trong dĩ vãng là con tim tôi giờ đây đã không còn những cảm xúc đong đầy yêu thương tất cả đã hóa cho tàn ngày hôm sau tôi xin nghỉ làm với lý do là mệt và chờ cho cái minh đi làm tôi quay về phòng trọ một mình ôm mặt khóc nức nở giờ đây chỉ có một mình tôi mới cảm thấy và thấm tía hết nỗi đau bị phản bội thì xương tôi không ai cắt mà sao nó đau đến xé lòng điện thoại tôi đổ chuông nhẹ nhàng vuốt cái điện thoại trong bao quần ra thử nhìn lên màn hình thì thấy đây là số của anh tôi cúp ngang không nghe máy điện thoại tôi lại đổ chuông liên hồi biết rằng không thể nào trốn tránh nên tôi đành đưa tay lau vội nước mắt và bắt máy alo giọng tôi nghèn nghẹn đầu dây bên kia dường hốt hoảng đáp em em bị làm sao vậy sao hôm nay em không đi làm thật là nực cười khi hắn lại có thể mở miệng ra hỏi tôi câu nói đó tôi bị làm sao à tôi thở dài không biết phải trả lời với hắn như thế nào cuối cùng tôi đáp cũng không có gì nghiêm trọng cả chỉ là tôi bị đau tim thôi Có vẻ như Dương vẫn chưa biết được là tôi đã biết Nên hắn nói Giờ em đang ở đâu để anh đến Đến cũng được thôi Đến để giải quyết luôn một lần cho xong Dù sao cũng không thể tránh khỏi Thì chi bằng đối diện Thả đau một lần rồi thôi Nghĩ như vậy nên tôi đáp Tôi đang ở phòng trọ Khoảng 30 phút sau thì Dương cũng đến Nghe tiếng gõ cửa Tôi bước ra mở cửa cho anh vào nhìn thấy mặt tôi sưng húp lên, liền lo lắng chạy đến nắm lấy tay tôi và hỏi: "Tơ, em có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và đáp một cách khinh bỉ: "Chuyện gì á? Giờ này mà anh còn hỏi tôi chuyện gì à?" Tôi hỏi anh: "Sao lúc tối tôi gọi cho anh không được?" Có lẽ Dương nghĩ tôi chưa biết chuyện gì mà chỉ giận vì khi tối tôi gọi cho anh không được nên anh nói: "Tưởng chuyện gì? Lúc tối anh đi ăn liên hoan." hay quá về ngủ quên nên không biết nghe anh nói đến đây thì tôi đã biết anh nói dối anh là không hoàn toàn thật lòng với tôi tôi giang tay tắt thẳng vào mặt anh một phát rồi miệng hét lên anh xem đi xem đi đây là gì xem xong rồi cút khỏi đây ngay vừa nói tôi vừa mở điện thoại đưa cho anh xem cái clip và hình ảnh hôm qua người ta gửi cho tôi tôi cứ nghĩ anh sẽ giải thích hoặc anh nói rằng đó là cái bẫy do phượng đặt ra nhằm chia rẽ chúng tôi và lúc tối đến giờ tôi cũng cứ nghĩ rằng mình sẽ đủ bao dung để cho anh thêm một cơ hội vì tôi biết mình cũng yêu anh nhiều lắm nhưng lúc anh nói ra những câu hỏi như vậy là tôi biết anh đã không thật lòng với tôi mà tính của tôi cực kỳ ghét những kẻ lừa dối cho dù những câu nói dối này có mang hàm ý như thế nào và ý nghĩa ra sao thì tính tôi vẫn vậy ghét cực kỳ dương cầm cái điện thoại vừa xem tay vừa run run lên từng hồi miệng lắp bắp khẽ nói em em ơi em em nghe anh giải thích còn gì để mà giải thích nữa hả anh chuyện đã rõ như ban ngày lúc nãy anh bảo anh say có lẽ anh đang say bên người khác nên không tiện nghe máy của tôi tôi hiểu vậy nên xin anh hãy về cho em anh không nói vì anh sợ em buồn thật ra hôm qua anh say quá mà không hiểu sao anh lại không tự chủ được mình nữa mà anh cứ nghĩ người đó là em nên anh anh em anh xin em cho anh một cơ hội có được không thôi anh về đi có lẽ mình có duyên không phận anh về đi tôi vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài và đóng cửa khi cánh cửa đóng lại tôi cũng như người không xương ngồi thụp xuống đất ôm ngực khóc nức nở mặc cho dương ở bên ngoài vẫn gõ cửa bùm bụp bù. em nghe anh nói đừng như vậy có được không anh xin em đấy em cho anh một cơ hội một lần này thôi mặc cho dương có năn nỉ hay giải thích như thế nào thì tôi vẫn không mở cửa mấy ngày sau đó đi làm dương vẫn cứ lẽo đẽo theo sau tôi nhìn mấy lần dương đi xe bảo tôi lên ngồi mà tôi không chịu nên hôm nay hắn cũng không thèm đi xe nữa mà cứ bám theo tôi tôi không nói gì mà cứ vậy bước đi thôi bực mình muốn cắt cái đuôi nên thấy chiếc xe ô tô đi qua tôi vẫy tay ra hiệu cho họ dừng lại khi chiếc xe dừng lại tôi leo nhanh lên xe nhưng không ngờ dương còn nhanh hơn tôi chạy qua bên kia mở cửa xe cùng lên xe trước cả tôi nữa đi được một đoạn thì tôi kêu xe dừng lại để tôi xuống khi chiếc xe dừng lại rồi lại phải đi tiếp tôi loay hoay định bước đi thì có một chiếc xe khách phía sau đang đi tới với một tốc độ thật nhanh thấy vậy vội nắm lấy tay tôi lôi tôi vào bên trong miệng không quên chửi thề đi cái kiểu gì vậy hả chiếc xe đó vừa đi vừa mở cánh cửa nên nghe được xe lúc này vừa đi chậm lại thì người lơ xe quay lại nói mẹ mày thích ý kiến gì à sẵn đang cơn giận dữ ngút ngùn ngụt trong người rồi cúi nhanh xuống lấy một cục đá ném cái bụp vào trúng cái gương xe vỡ toang miệng chửi ý kiến cái thằng cha mày này dương thấy vậy nắm lấy tay tôi rồi lôi chạy chúng tôi chạy vào một con hẻm nhỏ rồi ngồi thở hổn hển vì mệt tôi nhìn xuống thấy anh vẫn đang cầm vào bàn tay tôi một cảm giác lại nhói lên trong tim khiến cho tôi giật mạnh tay anh ra và rời đi sao em vô tình quá vậy dương nói tôi là vậy đấy bất chợt anh đi thật nhanh tới nắm tay tôi lôi ngược người tôi lại ôm tôi thật chặt rồi dí chặt môi tôi mà hôn, bỏ ra, bỏ ra không? Mặc cho tôi nói, Dương vẫn cố tình ôm hôn tôi một cách ngấu nghiến. Tôi sổ anh ra, anh đưa tay ôm lấy hai bờ má của tôi nói, anh biết là anh sai, nhưng em vẫn còn yêu anh mà, đúng không? Em cho anh một cơ hội đi, một lần thôi, từ nay sẽ không bao giờ anh uống rượu nữa. Và rồi sau câu nói đó, tôi thấy hai qué mắt anh đỏ hoe, Kèm theo hai giọt nước long lành. Thế anh như này tự nhiên tôi bật khóc. tôi không kìm chế được cảm xúc của mình nữa. tôi ôm anh khóc tu tu như một đứa trẻ. tôi đập thật mạnh vào ngực anh nói những lời trách móc. Em ghét anh lắm vừa nói tôi vừa khóc. dường thấy tôi như vậy thì ôm thật chặt. bỏ qua cho anh một lần nhá. thế là hai chúng tôi lại nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn chiều tà của sài gòn. ngày hôm sau anh vẫn đón tôi đi làm bình thường. Vừa đến công ty, chúng tôi đụng ngay Phượng ở đầu cổng. Tôi im lặng đi qua không nói gì. Anh cũng vậy. Phượng thấy vậy thì mím chặt môi, cày cúng. Hai tháng sau, khi tôi và Minh đang chuẩn bị cho bữa tối, thì đột nhiên tôi thấy Phượng đến trước cửa phòng. Tơ, tao có chuyện muốn thông báo với mày. Đi theo tao. Có gì thì chị nói luôn ở đây đi. Phượng lật kèo nói nhanh. Được, mình thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lôi lôi tay tôi hỏi nhỏ ê mày ai đấy là chị hôm bữa mày thấy trong video đó nó nghe vậy thì há hốc mồm nhìn tôi nói hèn gì tao thấy quen quen phượng tự nhiên bước vào bên trong mặc cho tôi chưa kịp mời phượng đứng vậy nói luôn tao đang mang trong người giọt máu của anh dương nếu mày có lương tâm thì mày nên tránh xa anh ấy ra vừa nói vừa đưa ra một tờ giấy siêu âm phượng nói tiếp tao không lừa mày đâu cái thai cũng đã hai tháng rồi tôi nhìn thấy tờ giấy siêu âm mà trời đất như quay cuồng chúng tôi chỉ mới làm hòa với nhau gần một tháng nay mà tại sao giờ lại ra như vậy tôi cố gắng không khóc trước mặt phượng và trả lời với chất giọng đanh thép nhất có thể chị về đi tiệc của hai người hai người tự giải quyết đừng phiền đến tôi làm gì sau bữa đó tôi bảo cái minh dọn phòng trọ qua chỗ khác và tôi cũng viết đơn xin nghỉ việc chỗ đó luôn để tránh giáp mặt với hai con người kia điện thoại tôi có tin nhắn là anh nhắn đến mình gặp nhau một lúc đi em tôi bỏ sim và điện thoại vào một góc trên chỗ đầu tôi nằm nhưng không hiểu vì lý do gì khoảng một tuần sau khi tôi đi làm về thì thấy dương đã đứng ở đầu ngõ đừng vào phòng trọ mới của tôi tôi định không nói gì mà cứ vậy bước đi qua anh nhưng anh nói tơ anh xin lỗi Anh xin lỗi Nhưng anh muốn nói với em Anh mãi yêu em Anh yêu em là thật lòng Anh xin lỗi Dù cho anh có phải lấy Phượng Thì đó cũng là trách nhiệm với đứa con Chứ anh không hề yêu cô ấy Giọng anh cũng trùng hẳn xuống Tôi bước đi mà lòng lạnh ngắt Tôi không khóc Miệng mỉm cười chua chát Đúng là cuộc đời Thầm sâu nhất là lòng giả đàn bà khó tin tưởng nhất là lời nói của đàn ông. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Bước qua những nỗi đau của tác giả Hoài Thu trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.